Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 761, không cần suy nghĩ. Phùng Nghĩa Bình, cô. Ngược lại Tư Minh Lễ, dù tức giận vẫn ung dung nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, được, tôi với cô đánh cược, bất quá, nếu như cô thua thì cô phải cút khỏi công ty cho tôi. Có thể, nếu như tôi thắng, cứ dựa theo lời tôi mới nói, nếu như tôi thua, tôi liền rời khỏi công ty, từ nay không nhúng tay vào công việc của công ty nữa. Diệp Oản Oản nói, tốt lắm, tôi cũng đánh cược với cô. Phùng Nghĩa Bình cũng mở miệng nói. Người phụ nữ này, đối với Đổ Thạch một chữ cũng không biết, lại dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, quả thật là tự rước lấy nhục mà. Đừng nói là người mới tham gia vào giới Đổ Thạch, cho dù là bậc thầy Đổ Thạch đẳng cấp, cũng không dám vỗ ngực nói mình có thể chắc thắng. Dù sao kinh doanh ngành Đổ Thạch này 3 phần thực lực, còn lại 7 phần là vận may. Giờ phút này, Hầu Mậu Phong và Tiết Lệ nhìn Diệp Oản Oản, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, ngay cả trưởng lão và hội đồng quản trị cao cấp của Tư gia cũng không trấn áp được người phụ nữ này. Tuy nhiên, Hầu Mậu Phong cũng coi là đang xem trò cười, dù sao, đều là do nội bộ Tư gia bọn họ tự vạch mặt nhau mà thôi, cùng ông ta không có chút quan hệ nào. Tiết Lệ, video vẫn tiếp tục giữ như vậy, tôi muốn nhìn một chút, xem Diệp tiểu thư chắc thắng như thế nào. Trong video, một vị quản lý cấp cao của Tư gia, lạnh lùng nói. Được, Tiết Lệ gật đầu, đáp ứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này, người vây xem càng ngày càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài đem phường tập trung đông đến mức nếu có nước thì cũng chảy không thông. Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ, cực kỳ khoa trương ở bên cạnh Diệp Oản Oản, giống như ai muốn hại đến mạng của cô phải bước qua xác bọn họ trước tiên vậy. Ông chủ Vạn, nhóm nguyên thạch này của ông, tôi đều muốn, hiện tại thuận tiện giao dịch luôn sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Vạn Hạc Vân nói. Cái này, Diệp tiểu thư thật sự không muốn suy nghĩ thêm một chút à, Vạn Hạc Vân thở dài nói. Tuy Vạn Hạc Vân cũng rất muốn kiếm khoản tiền này nhưng nếu có thể bán ra giá mà ông ta định sẵn từ trước, ông ta không chỉ có thể đem số tiền mượn nợ với lãi suất cao trả hết, thậm chí còn có thể có ít vốn hoạt động cửa hàng, như vậy ông ta ở phường Đổ Thạch ít nhất vẫn có thể ổn định hoạt động 2 năm nữa. Nhưng tình huống bên Diệp Oản Oản này là cái gì, Vạn Hạc Vân cũng đã nhìn rõ ràng. Không cần quản lý cấp cao của Tư gia và trưởng lão nói chuyện, coi như là ông ta, đối với nhóm nguyên thạch này của mình cũng không ôm hy vọng quá lớn, nếu chỉ xét phẩm chất và tính chất mà nói, rồi dùng thật tâm để đánh giá, quả thực là phường tập trung có rất nhiều loại đá tương tự như thế. Không cần suy nghĩ, hiện tại có thể giao dịch hay không? Diệp Oản Oản nói. Có thể, Vạn Hạc Vân gật gật đầu. Nếu biết được có thể giao dịch, Diệp Oản Oản cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Lập tức cùng Vạn Hạc Vân tiến hành giao dịch. Ước chừng một phút đồng hồ sau, việc mua bán nhóm nguyên thạch này mới tính là kết thúc. Về phần Hoàng Thế Hâm, cũng cùng phường tập trung tiến hành giao dịch nguyên thạch. Bây giờ, nhóm nguyên thạch mà ban đầu Tần Nhược Hy nói muốn mua kia, toàn bộ đều bị Hoàng Thế Hâm mua lại. Ngay sau đó, Hầu Mậu Phong nhìn về phía Diệp Oản Oản, cười lạnh nói, Diệp tiểu thư nếu có tự tin như vậy, không bằng ngay tại trong cửa hàng của tôi cắt đá đi. Tôi có thể đem thợ cắt trong cửa hàng cho tiểu thư, tôi muốn xem thử nhóm nguyên thạch mà tiểu thư từ trong tay Vạn Hạc Vân mua lại có thể mở ra được vật liệu cực phẩm gì, cho nên muốn tận mắt nhìn một chút. Dĩ nhiên là có thể, chỉ bất quá, nếu như thợ cắt ở phường tập trung của ông, Vạn nhất đem cực phẩm của tôi cắt hỏng, tôi sợ là ông cũng chưa chắc có đủ tiền bồi thường đâu. Diệp Oản Oản cười nói. Ha ha, từ trong đống đồ rác rưởi này mà có thể mở ra được cực phẩm vật liệu. Diệp tiểu thư chỉ sợ là tối hôm qua quá mệt mỏi ngủ không ngon, hiện tại nằm mộng giữa ban ngày rồi. Trong mắt Hầu Mậu Phong tràn đầy vẻ khinh thường. Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý Hầu Mậu Phong, trực tiếp nhìn về phía Vạn Hạc Vân, ông chủ Vạn, làm phiền ông đem thợ cắt trong tiệm của ông mang đến đây đi. Chương 762, một đao nghèo một đao phú. Nghe xong, Vạn Hạc Vân gật đầu, rồi nói, Diệp tiểu thư yên tâm đi. Tôi khẳng định đem thợ cắt tốt nhất của chúng tôi gọi tới cho cô. Nói xong, Vạn Hạc Vân liền rời khỏi phường tập trung. Giờ phút này mọi người ở bốn phía đều dồn dập thảo luận, phần lớn đều cảm thấy, người phụ nữ đến từ Tư gia này, có thể là não đã chịu kích thích vô cùng lớn nên mới đưa ra cách cử xử thế này. Vật liệu của phường tập trung tuy rằng mắc, nhưng phần lớn đều mở ra nguyên liệu. Cái gọi là mở ra nguyên liệu, là tại trên nguyên thạch, khoét ra một cái lỗ. Mà khách hàng có thể thông qua đường vết rạch này,
quan sát nguyên thạch bên trong để xem một chút chi tiết tình huống. Mà nhóm hàng của Vạn Hạc Vân kia, phần lớn đều là suy đoán, nguyên thạch không có trải qua xử lý, bên trong nguyên thạch là tình huống gì, người nào cũng không nói rõ ràng. Một bên là dùng cách nguy hiểm cao nhất là đoán, một bên với mức độ nguy hiểm thấp hơn mở ra đoán, cũng không ai biết, người phụ nữ của Tư gia này, rốt cuộc lấy tự tin từ đâu, cho là mình đánh cược mở toàn bộ đoán có thể thắng được phương pháp của phường tập trung. Lúc Diệp Oản Oản ở bên này chờ đợi, Hoàng Thế Hâm bên kia đã bắt đầu cắt đá. Ông chủ Hoàng, mở ra rồi. Mới mở ra khối nguyên thạch thứ nhất, thợ cắt phường tập trung đã báo đến tin vui. Ông chủ Hoàng, chúc mừng, mãn lục băng, loại tốt, thế nước đủ, độ trong suốt cao, cỡ cũng không nhỏ, có thể làm được 2-3 cái vòng tay, vật liệu thừa còn có thể làm mấy cái dây đeo nhỏ, đây là quá tốt rồi. Thợ cắt đã hoàn thành việc mở khối đá thứ nhất, hơn nữa từ bên trong mở ra một khối phỉ thúy phẩm chất không tệ. Thấy vậy, tâm tình của Hoàng Thế Hâm thật tốt, ngay cả Hầu Mậu Phong, mặt cũng đầy đắc ý, mọi người xung quanh vây xem cũng rối rít không ngừng hâm mộ cảm thán. Phường tập trung dù sao cũng là phường tập trung, mặc dù giá cả cao, nhưng tỷ lệ mở ra được đá có chất lượng cao ở trong thành hát này cũng hoàn toàn xứng đáng đứng hạng nhất. Đó cũng là điều chắc chắn không phải sao, dù sao phường tập trung cũng là bảng hiệu thành hát của chúng ta đó. Chậc chậc, giá tiền đảo mắt liền tăng gấp 10 lần a. Khó trách người ta nói đổ thạch là một đao nghèo, một đao phú. Tôi muốn nhìn một chút, Tư gia có thể mở ra cái vật liệu gì. Nhìn thấy phường tập trung mở ra phỉ thúy không tệ, mọi người vây xem sôi nổi thảo luận. Lúc này, Vạn Hạc Vân vội vã mang theo thợ cắt tốt nhất trong cửa hàng bọn họ chạy đến. Hai người vừa mới chạy tới, liền nhìn thấy nguyên thạch Hoàng Thế Hâm mua tăng mạnh. Đáy mắt của Vạn Hạc Vân nhất thời xẹt qua vẻ ảm đạm, mặt đầy lo lắng nhìn về phía vẻ mặt của Diệp Oản Oản. Thợ cắt một bên đi theo Vạn Hạc Vân tới, ước chừng tuổi tác hơn 60 tuổi, ngày trước trong cửa hàng làm ăn không khá, cho nên ông ta đã lâu không thể cắt nguyên thạch cho khách hàng rồi. Bây giờ nghe ông chủ muốn mình mở đá cho khách hàng, so với ai khác đều kích động vô cùng. Mỗi một người thợ cắt đều có giấc mơ, đó là cắt ra được vật liệu thượng hạng. Diệp tiểu thư cô khỏe chứ, tôi là thợ cắt Phương Hỗ. Ông lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, rất là lễ phép cười nói. Sư phó Vương ông khỏe chứ, lần này liền làm phiền ông rồi. Diệp Oản Oản gật đầu ra hiệu. Thế nào, Diệp tiểu thư, có thể bắt đầu chứ? Chuyên gia đã không kịp chờ phải xem thử nhóm cực phẩm này cho ra vật liệu tốt nào rồi đó. Hầu Mậu Phong cười vô cùng châm chọc. Thợ cắt đều tới, tự nhiên có thể. Diệp Oản Oản nhàn nhạt nói. Diệp tiểu thư, chúng ta hiện tại liền bắt đầu sao? Thợ cắt đang ở phường tập trung, nhìn về phía Diệp Oản Oản xin ý kiến. Có thể rồi, mở đi. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm nói. Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, thợ cắt sốt cuộc bắt đầu công tác của mình. Toàn bộ đám người Tiết Lệ, đoàn chuyên gia, Hầu Mậu Phong và Hoàng Thế Hâm đều đem ánh mắt của mình tập trung đến khối nguyên thạch trong tay Vương Hỗ kia. Chương 763, xem ra vận may không tốt lắm. Khối đá đầu tiên lúc nào cũng phải cho ra vật liệu tốt coi như là thuận buồm xuôi gió, vì thế, tảng đá trong tay Vương Hỗ là một khối có phẩm chất tốt nhất trong đó. Lục tiền, màu đen mãng xà, đủ loại biểu hiện chứng minh bên trong rất có khả năng cho ra lục phỉ thúy. Bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Vương Hỗ cẩn thận từng ly từng tí tại trên đỉnh đá mở ra. Màu xanh biếc, ánh mắt của mọi người nhất thời sáng một cái. Nhìn ánh sáng mới phát ra kia, biểu hiện của mọi người tất cả đều cảm thấy không tệ lắm. Vạn Hạc Vân tim đều nhảy đến cổ rồi, bận rộn chỉ huy nói, cẩn thận một chút, theo vị trí này, nghiêng cắt một đao. Vương Hỗ gật đầu một cái, tiếp tục cắt xuống. Một đao này xuống. Kết quả nhưng cũng không có để cho mọi người thất vọng, sau khi khối thứ nhất cắt hoàn tất, bên trong không có vật gì, là trắng toát một mảnh, cả khối đá lại có thể chỉ có một mảng nhỏ màu lục trên đỉnh đầu mà thôi, thật là thất vọng mà. Ha ha ha, lại có thể không có thứ gì, cái này thật đúng là đồ của Lâm Lang Các mà. Bây giờ hối hận rồi đi, cũng không biết với ai đang giận đây, mua đá ở phường tập trung không muốn, không phải là giá mua đó có thể mua được nguyên thạch Hạc Vân rồi sao? Lâm Lang Các ở trong phòng cắt đá, mọi người không khỏi lắc đầu một cái, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Mở cửa hàng đã nhiều năm, mặc dù đã thành thói quen sẽ có loại tình huống này xảy ra, nhất là mấy năm này, trong cửa hàng vận khí càng ngày là kém, nhưng giờ phút này tâm tình Vương Hạc Vân vẫn là khó có thể dùng lời bình thường để diễn tả được, thật sự rất thất vọng.
Diệp tiểu thư, xin lỗi. Ngay vào lúc này, bên Hoàng Thế Hâm lại truyền tới một tràng tiếng hò hét. Lại mở ra rồi, lại mở ra rồi. Rất nhanh, thợ cắt phường tập trung, lần nữa cắt ra được một khối phỉ thúy phẩm chất thượng giai, khó có được phỉ thúy đỏ. Thấy phường tập trung liên tiếp mở ra hai khối phỉ thúy tính chất cùng phẩm chất đều không tầm thường, mọi người vây xem tất cả xôn xao. Nhìn lại trên màn ảnh điện thoại di động của Tiết Lệ đang trong tay anh ta, những người đang quan sát hiện trường thông qua điện thoại quản lý cấp cao của Tư gia cùng các trưởng lão, từng người sắc mặt xanh mét. Cắt vẫn còn tiếp tục. Một khối lại một khối đá được mở ra, phường tập trung bên kia thu hoạch rất phong phú, có thể nói là vô cùng phong phú, Hoàng Thế Hâm đang được thời đắc ý để cho thuộc hạ của mình phát hồng bao cho mọi người chung quanh. Mà bên Diệp Oản Oản, sắc mặt của thợ cắt Lâm Lang Các và Vạn Hạc Vân lại rất khó nhìn, cho đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ mới cắt ra được nửa khối có dấu vết của Hoàng Phỉ mà thôi. Hầu Mậu Phong đối với tình huống như thế này hoàn toàn là trong dự liệu của mình, nhìn xong liền nói, ha ha. Xem ra vận may của Diệp tiểu thư, cũng không phải là như lời tiểu thư nói tốt như vậy nha. Lúc này, Hầu Mậu Phong và Diệp Oản Oản đã chỉ còn lại 2-3 khối đá, thắng bại rất nhanh liền có thể công bố ngay rồi. Lại nửa giờ sau, đám người tất cả xôn xao. Bởi vì Hoàng Thế Hâm muốn bắt đầu mở khối nguyên thạch cuối cùng, cũng chính là khối đá mà Diệp Oản Oản từ chối kia. Khối kia đã nở thiên xong, có khả năng cho ra phỉ thúy thượng hạng. Diệp Oản Oản cũng chỉ còn lại 2 khối đá cuối cùng, nếu như mở lại không ra được phỉ thúy có chút dáng dấp, Diệp Oản Oản sẽ mất hết vốn liếng. Lúc này, thợ cắt bên phía Diệp Oản Oản cũng không nhịn được ngừng lại, nhìn về hướng Hầu Mậu Phong. Lần này nhóm hàng kia của Hầu Mậu Phong, nguyên thạch khác thật ra thì cũng chỉ là nền, chủ yếu nhất vẫn là khối vật liệu này. Ông chủ Hoàng, như thế nào đây? Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu cắt cái khối cuối cùng này. Lúc này Hầu Mậu Phong đã không có lãng phí thời gian chú ý đến Diệp Oản Oản nữa, hiện tại quan tâm lớn nhất của ông ta chính là khối vật liệu cực phẩm này. Hoàng Thế Hâm hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay rồi nói, được được, bắt đầu đi. Chương 764, tăng mạnh. Chương sau vì có nhiều từ trong ngành đổ thạch quá, nên có thể có nhiều cái không thể dịch được. Mọi người thông cảm nhé. Cẩn thận một chút xíu. Hầu Mậu Phong cẩn thận dặn dò. Quá trình cắt đá này cũng vô cùng quan trọng, nếu không một khối đá có phẩm chất tốt cũng đều có thể bị phá hư mất. Thợ cắt gật đầu một cái, là một người lão luyện, giờ phút này cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Đương nhiên, khẩn trương là bởi vì quá kích động, trên tay anh ta nếu là cắt ra phỉ thúy cao cấp, sau đó giá trị con người của anh ta cũng lớn hơn rất nhiều. Mọi người thấy mở ra là một màu xanh lục, không khỏi thảo luận sôi nổi. Đây là phẩm chất của loại thủy tinh lão khanh. Màu sắc cũng vô cùng khá. Dĩ nhiên, phỉ thúy vốn là lấy màu xanh lục làm đầu, đây lại là bình quả lục, giá cả chắc chắn sẽ đứng sau đế vương lục. Nếu như chờ lát nữa mở ra, bên trong màu sắc tốt hơn, có thể ra đế vương lục, cho dù một khối nhỏ, đó cũng là chật chật. Một khối nhỏ, đùa ư, đẳng cấp đế vương lục là dựa theo cân nặng để tính tiền, lần trước tôi đến phòng đấu giá, nhìn thấy một cái nhẫn thôi đều đã hơn 20 triệu rồi. Thành Hát đã mấy năm không có mở ra được đẳng cấp đế vương lục rồi. T. Phẩm chất của phỉ thúy là nhìn dựa vào, loại, sắc, nước. Loại, là phẩm chất phỉ thúy cùng kết cấu, phẩm chất càng tỉ mỉ, chất ngọc lại càng óng ánh trong suốt. Ví dụ như trên thị trường thường xuyên nhắc tới danh từ, loại thủy tinh, loại băng, loại nếp, các loại đậu, trong đó lấy loại thủy tinh vì đó là loại cao cấp nhất. Trừ cái đó ra còn phân thành loại cũ và loại mới. Loại lâu năm giá trị cao hơn loại mới. Nước, là chỉ độ trong suốt của phỉ thúy, mặc dù bình thường đối với phỉ thúy loại được mà nói, độ trong suốt tương đối khá cao, nhưng có lúc độ trong suốt của phỉ thúy còn bị tạp chất bên trong phỉ thúy quyết định, bên trong phỉ thúy có sạch sẽ hay không sẽ ảnh hưởng đến độ trong suốt càng cao giá trị càng cao, tỉ như loại thủy tinh, chính là phỉ thúy có độ trong suốt cao nhất. Sắc, chính là chỉ màu sắc, phỉ thúy có đủ loại màu sắc, có lúc sai một phần. Thì giá trị đã kém gấp 10 lần. Phỉ thúy lấy màu xanh lục làm đầu, mà bên trong màu xanh lục, lại phân thành ngọc lục bảo, bình quả lục, hoàng dương lục, các loại thúy lục, trong đó, ngọc lục bảo tự xưng là đế vương lục, có giá trị cao nhất. Cũng khó trách mọi người thấy màu sắc liền hưng phấn như thế. Rất nhanh, thợ cắt bên phường tập trung bắt đầu cắt đá. Thợ cắt dọc theo viền một chút xíu lướt qua bề mặt, ánh mắt của mọi người đều không nỡ chớp một cái nào. Sợ mình bỏ lỡ hình ảnh kích động lòng người. Nước, thợ cắt mở miệng.
Bên cạnh trợ lý vội vàng dùng nước cọ rửa dao cắt, chỗ mới vừa cắt xong, rốt cuộc cũng lộ ra một chút xíu ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy chỗ vết cắt hiện ra, trong lòng mọi người không khỏi có chút tiếc nuối. Quả nhiên, đế vương lục không phải là có thể xuất hiện dễ dàng như vậy mà. Thợ cắt cẩn thận từng ly từng tí ở trên khối đá to này lau hết mấy chỗ trên lớp vỏ. Kết quả, càng lau mọi người càng kích động. Mặc dù không có cho ra đế vương lục, nhưng toàn bộ khối đá đều là màu xanh lục. Cái này chứng minh cái gì? Cái này chứng minh bên trong rất có thể là đầy một tảng lớn tất cả đều là phỉ thúy A. Mặc dù không phải là đế vương lục, nhưng là rất khó có được, dù sao đế vương lục cũng không phải là có thể mở ra như vậy được. Cũng không phải sao, một tảng đá lớn như vậy, nếu như tất cả đều là ngọc, thì trị giá bao nhiêu tiền? Thật không hổ là phường tập trung, thật lợi hại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng. Giờ phút này, Tiết Lệ nhìn Diệp Oản Oản, âm thầm cắn răng nghiến lợi, trong lòng hiện lên từng cơn tức giận, nếu như không phải là do người phụ nữ này cản trở, vậy thì khối đá này liền phải là của bọn họ mới đúng. Diệp tiểu thư hiện tại vẫn hài lòng về quyết định của mình sao? Tổng giám Tần nghiên cứu lâu như vậy để chọn vật liệu, bây giờ lại nhường cơ hội này cho người khác, hai. Ba người chuyên gia của Tư gia không ngừng tiếc nuối lắc đầu, ôi, quá đáng tiếc. Đoán chừng giá trị khối vật liệu này ít nhất gấp 10 lần, mà nhìn tình huống bây giờ, toàn bộ khối đá, tất cả đều phát ra màu lục, giá cả tăng gấp trăm lần cũng không phải là không có khả năng. Ha ha ha, Diệp tiểu thư, thật là phải cảm ơn cô rồi. Nghe tiếng thán phục chung quanh, Hoàng Thế Hâm hướng về phía Diệp Oản Oản cười to nói. Vẻ mặt của Diệp Oản Oản thản nhiên khẽ cười một tiếng, cẩn thận mở ra bên trong chẳng có cái gì cả nha. Chương 765, chỉ còn một khối cuối cùng. Đối với Diệp Oản Oản mà nói, đám người Hoàng Thế Hâm, Hầu Mậu Phong dĩ nhiên là chẳng thèm ngó tới, chỉ coi là cô đang ghen tị đỏ mắt mà thôi. Tiếp tục mở đi, trực tiếp theo vị trí này đi xuống. Hầu Mậu Phong trong lòng đã có dự tính mở miệng. Được rồi ông chủ, thợ cắt gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu cắt xuống một đao mang tính mấu chốt này. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tay của thợ cắt. Trên mặt Hoàng Thế Hâm vẻ kích động càng lộ rõ. Âm thanh máy cắt ong ong vang lên. Thợ cắt đem tảng đá này chia ra làm hai, cắt tới đáy, sau đó thận trọng dùng một cây gậy dài tách ra. Rốt cuộc, kết cấu hoàn hoàn chỉnh chỉnh của khối nguyên thạch đẳng cấp này đã hiện ra ở trước mặt của tất cả mọi người. Trong tay thợ cắt phường tập trung, cuối cùng cắt ra một khối vật liệu màu bích lục, Hầu Mộng Phong cố ý dùng đèn pin hình ống chiếu sáng, khối vật liệu này, bích lục khó tả, xa hoa. Đế vương lục. Thấy thế, mặt Hoàng Thế Hâm đầy kích động. Ngoài Hoàng Thế Hâm, chính là thợ cắt Lâm Lang các Phương Hỗ và Vạn Hạc Vân cũng không nhịn được kinh ngạc. Đế vương lục chính là một trong vật liệu quý nhất thành đổ thạch ở Myanmar, hơn nữa cắt ra chỉ sợ đầy mấy chục cân. Đi tìm chuyên gia lại đây giám định, Hầu Mậu Phong vội vã hướng trong cửa hàng nói. Nghe tiếng, mấy người nhân viên, lập tức rời đi phường tập trung. Giờ phút này, Tiết Lệ và đoàn chuyên gia nhìn Diệp Oản Oản đã vô cùng phẫn nộ. Đây chính là đế vương lục A, vẫn là khối đế vương lục lớn như vậy. Ha ha ha, Diệp tiểu thư, chỉ sợ lại cho cô thất vọng rồi A. Hoàng Thế Hâm nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Hầu Mậu Phong cũng cười nói, Diệp tiểu thư không biết kết quả nhóm nguyên thạch này như thế nào. Diệp Oản Oản không để ý đến Hầu Mậu Phong, quay đầu nhìn về phía Vạn Hạc Vân hỏi, ông chủ Vạn, chúng ta còn có mấy khối đá? Vạn Hạc Vân sắc mặt khó coi mở miệng, chỉ có một khối cuối cùng. Mới vừa rồi bọn họ lại cắt một khối, lại không có gì. Nhiều khối đá như vậy, coi như không có chất lượng cao như phường tập trung, nhưng cũng là do ông ta ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài, kết quả thậm chí ngay cả một khối có dáng dấp giống như ngọc đều mở không ra. Có lẽ, ông ta thực sự không thích hợp tiếp tục ở đây sinh tồn nữa rồi. Ha ha ha, Hầu Mậu Phong nghe xong, nhất thời trong lòng vui lại một chút. Diệp tiểu thư, tôi nhìn thấy thì ra cô mới thật sự là người mất hết vốn liếng đi. Có rảnh rỗi quan tâm người khác, không bằng quan tâm chính mình một chút đi. Mở A, không phải là còn có một khối sao? Làm sao, không dám. Diệp tiểu thư, Vạn Hạc Vân không biết nên nói cái gì, vẻ mặt đầy áy náy. Không phải còn có một khối sao, tiếp theo cắt đi. Vẻ mặt Diệp Oản Oản tùy ý mở miệng. Sư phó vương, cắt đi. Vẻ mặt Vạn Hạc Vân chán nản. Được, Vương Hỗ gật đầu, bắt đầu hành động. Khối vật liệu này cũng lớn vô cùng, có khoảng hơn trăm cân, là một khối HO sa điển hình,
cũng là một khối quý nhất trong khối đá này. Dưới sự vận hành của máy, toàn bộ vật liệu gần tới 100 cân, bắt đầu chậm chậm cắt. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ vật liệu gần tới 100 cân từ từ bày ra ở trước mọi người. Sau khi màu sắc bên trong nguyên thạch lộ ra, trái tim Vạn Hạc Vân nhất thời chìm đến đáy vực. Xong, sụp đổ. Ha ha ha, lúc trước người phụ nữ này nói lời thề son sắt như thế, tôi còn tưởng rằng khối vật liệu này bên trong sẽ có cái gì tuyệt thế tốt lành đây. Kết quả chính là hoàng phỉ. Màu vàng phỉ thúy ở bên trong phỉ thúy xem như là loại kém nhất rồi. Cho nên nói, người phụ nữ này bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả là mở ra khối đổ bỏ đi hoàng phỉ. Giờ phút này, mọi người thấy toàn bộ vật liệu gần tới 100 cân mở ra, nhao nhao cười ầm lên. Chương 766, cực phẩm đế vương lục chân chính. Chỉ còn lại một khối cuối cùng này. Bàn tay Vương Hỗ cũng không khỏi run lên. Nhưng cuối cùng, vẫn là, sụp đổ a. Lại là hoàng phỉ. Chỉ là một khối đá cực kỳ thông thường hoàng phỉ mà thôi, giá trị bất quá mấy chục ngàn. Mà khối đá kia của Hầu Mậu Phong, nhưng lại cắt ra được đế vương lục. Diệp Oản Oản, đây chính là cái cô gọi là chắc thắng sao. Chính cô tính toán một chút đi xem lần này cô đã tạo cho công ty bao nhiêu tổn thất. Trong màn hình điện thoại di động của Tiết Lệ, Phùng Nghĩa Bình nhìn bên trong mấy khối đá kia sau khi được cắt ra, nhất thời tức giận hét lớn. Ha ha, thật là buồn cười, một khối đá bỏ đi không đáng giá tiền, một khối khác là đế vương lục, có ý tứ a, Diệp Oản Oản, cho nên cô định tính lúc nào thực hiện lời hứa của cô đây, cút ra khỏi công ty. Tư Minh Lễ cười lạnh nói. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, mấy vị chuyên gia giám định đổ thạch đã tìm đến. Một người chuyên gia trong đó, cầm lấy đèn pin, cẩn thận chiếu rọi về hướng cái gọi là đế vương lục, sau khi lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, lúc này mới lắc đầu nói, đây cũng không phải đế vương lục. Nghe lời nói này, sắc mặt Hoàng Thế Hâm đại biến, ông đang nói bậy gì đó. Đây không phải là đế vương lục thì là cái gì? Chuyên gia mở miệng nói, loại vật liệu này nhìn như, nước, rất tốt, độ trong suốt cực cao, mặt ngoài rất giống thủy đầu tốt loại băng thậm chí loại thủy tinh phỉ thúy. Đặc biệt chính là chủng loại phiêu lam hoa, cực kỳ giống loại băng, loại thủy tinh tràn đầy phỉ thúy xanh, thường xuyên được dùng để giả mạo phỉ thúy chất lượng tốt, thật ra thì giá cả cùng cực phẩm chân chính, khác nhau một trời một vực. Những chuyên gia của tư gia được Diệp Oản Oản mang tới giờ phút này nghe vậy tất cả đều tiến tới. Lúc này nhìn một cái bên dưới, phát hiện lại còn thực sự là. Chuyện này, đây quả thật là không phải là đế vương lục. Trong tiềm thức của bọn họ cho là tập trung bên trong khối này là cực phẩm, thì không có đi hoài nghi, cũng không nhìn kỹ, ngàn vạn không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một khối phế liệu. Ngay vào lúc này, Vương Hỗ đang chưa từ bỏ ý định tiếp tục cắt đá đột nhiên kêu lên một tiếng, Diệp tiểu thư. Ông chủ, nhảy, nhảy sắc. Cái gọi là nhảy sắc, chính là một khối đá bên trong đồng thời xuất hiện hai loại hoặc là nhiều loại màu sắc. Một người chuyên gia bên Hầu Mậu Phong đột nhiên kích động không thôi vào tới, chuyện này, đây là... Mẹ nó! Trong chốc lát, người chuyên gia giám định kia lập tức hướng về mấy vị chuyên gia khác nói, nhanh! Nhanh đều tới xem một chút! Ngay lập tức, mấy chuyên gia giám định, dồn dập tiến lên, lấy ánh sáng mạnh chiếu vào. Dưới ánh sáng của đèn pin được chiếu rọi, khối đá thô sơ này, hiện ra màu xanh lục thuần túy cực kỳ bức người. Đế vương lục! Đây mới thực sự là đế vương lục a. Cùng với tiếng nói của chuyên gia giám định hạ xuống, mọi người tại đây, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Cái gì? Phường tập trung mở ra là giả, kết quả ngược lại là Lâm Lang Các mở ra đế vương lục. Từ lúc tôi làm nghề này tới nay, giám định qua đế vương lục lớn nhất rồi, giá trị đã không có biện pháp đoán chừng. Một người chuyên gia giám định nhìn khối đá trước mắt gần trăm cân, thán phục không thôi. Mặc dù chỉ có một phần thôi nhưng trọng lượng cũng khá kinh người rồi. Đế vương lục, làm sao có thể, cái này không thể nào. Hầu Mậu Phong thở hổn hển nói. Ông chủ Hầu, đây thật sự là đế vương lục, không tin ông tự mình tiến đến nhìn một chút. Sau đó, Hầu Mậu Phong vội vàng tiến lên quan sát, dưới sự giảng giải của chuyên gia giám định, Hầu Mậu Phong tức giận nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nếu như không phải là do người phụ nữ này, nhóm hàng này của Vạn Hạc Vân, chính là của ông ta rồi. Đế vương lục, ha ha ha, lại nhảy sắc, là đế vương lục. Vương Hỗ kích động hô tay múa chân. Hơn nữa, vẫn là vật liệu cao cấp nhất, đây quả thực là kỳ tích mà. Chương 767, quả thực là thần tiên sống.
mặt Vạn Hạc Vân đầy kích động, Lâm Lang các bọn họ lại mở ra được khối đế vương lục lớn như vậy, sau đó lo gì không có khách hàng chứ? Mấy người kia đè ở trên đầu sỉ nhục ông ta suốt 3 năm, rốt cuộc ông ta cũng có thể thoát được cảnh này rồi. Lâm Lang các của bọn họ cũng là có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng đấy. Đế vương lục này là của ai? Một người chuyên gia giám định hiếu kỳ đánh giá. Mặc dù là ở phường tập trung mở ra, nhưng nhìn phản ứng của Hầu Mậu Phong, hẳn không phải là hàng trong cửa hàng ông ta. Thần hư đạo sĩ lập tức nói, tôi, là của bọn tôi đây. Nha không đúng, là của ông chủ chúng tôi đấy. Chúc mừng vị tiểu thư này rồi, nhờ tiểu thư mà tôi ngày hôm nay cũng coi là được mở rộng kiến thức. Chuyên gia giám định cười nói, cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay để xuống, tiểu thư muôn vàn phải cẩn thận. Mở ra thứ này, còn đích xác là phải cẩn thận một chút, bất quá có mấy người vệ sĩ nhiếp vô danh, thì cũng chẳng có gì để nói nữa rồi. Hoàng Thế Hâm vẫn còn đang chưa từ bỏ ý định suy nghĩ cắt thêm mấy đao nữa, kết quả, không thu hoạch được gì cả. Cho nên, khối vật liệu này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Hoàng Thế Hâm gào thét truy hỏi. Chuyên gia giám định bất đắc dĩ mở miệng, đại khái mấy trăm ngàn đi. Diệp Oản Oản đánh giá khối nguyên thạch kia, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tôi đã sớm nói, bên trong không có gì cả a. Vào giờ phút này, Hoàng Thế Hâm nhìn khối đá bị tháo thành tám mảnh, đã hoàn toàn ngốc ở chỗ đó. Sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Coi như trước mặt mấy khối nguyên thạch mở ra phỉ thúy cũng không tệ lắm, nhưng là có thể có tác dụng gì? Chỉ một khối này, thì đã đủ để cho ông ta mất hết vốn liếng. Một bên Tiết Lệ sắc mặt khó coi truy hỏi ba người, mấy người các người, thấy rõ ràng chưa? Đây thật là đế vương lục. Ba người chuyên gia hai mắt nhìn nhau, kiên trì đến cùng mở miệng nói, Phó Tổng Giám Tiết, chính xác 100%. Chuyện như vậy chúng tôi làm sao dám nói bậy, mới vừa rồi chúng tôi đã nhiều lần xác nhận, khối đá này của Diệp Tiểu Thư, đúng là đế vương lục không sai. Lần trước nhìn thấy đế vương lục, cũng đã là chuyện của nửa năm trước rồi, mà lúc đó chỉ có lớn chừng ngón cái. Có câu nói, thần tiên khó đoạn tất ngọc, Diệp Tiểu Thư rốt cuộc là làm sao thấy được trong nguyên thạch của Lâm Lang các nhất định có phỉ thúy thượng hạng. Thật bất khả tư nghị. Chấm chấm. Ba người chuyên gia của Tư gia giờ phút này ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản đã như nhìn thấy thần tiên không sai biệt lắm. Lập tức, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tiết Lệ đang trợn mắt hốc mồm, lạnh giọng cười, sau đó nhìn về hướng đám người Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình trong video. Giờ phút này, quản lý cấp cao của Tư gia đã hoàn toàn bị chấn động không nói ra lời. Dùng toàn bộ đánh cực đoán, mở ra đẳng cấp đế vương lục, hơn nữa còn là một khối đá lớn như vậy nữa. Chuyện này, thế giới này là điên đảo rồi. Các vị, đánh cược của chúng ta, có phải hẳn là nên thực hiện rồi hay không? Diệp Oản Oản cười nói. Chuyện này, Phùng Nghĩa Bình vốn định ngụy biện mấy câu, nhưng lại phát hiện, một câu có thể ngụy biện cũng nói không ra được. Hiện trường không chỉ có chuyên gia giám định đẳng cấp ở Myanmar, còn có ba người chuyên gia Tư gia, cho nên không có khả năng tính sai. Cái người phụ nữ đáng chết này, vận may cũng có phần quá tốt đi. Trong phòng họp tất cả đều là quản lý, mới vừa rồi ông ta đều đã nói ra, nếu như vào lúc này đổi ý, không thể nghi ngờ là tự vả miệng mình. Nhưng ai có thể nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể thật sự thắng được. Cuối cùng, Phùng Nghĩa Bình cắn răng, sắc mặt đỏ bừng lên cắn răng, chỉ có thể từng chữ mở miệng nói tôi, là, tên, khốn, khiếp vương bát đản. Thấy Phùng Nghĩa Bình mở miệng, Tư Minh Lễ trong mắt đầy hung ác, được, Diệp Oản Oản. Lần này xem như cô lợi hại, tôi là tên khốn khiếp. Vừa dứt lời, bên kia lập tức vội vã cúp video, động tác khỏi phải nói nhanh chóng cực kỳ. Chương 768, trọng điểm quan tâm của ông chủ anh. Nước Hoa, tập đoàn Tư Thị. Hội nghị vội vàng kết thúc, vẻ mặt tất cả quản lý cấp cao đều có chút khó mà hình dung. Mọi người đều đang đợi nhìn trò hay của Diệp Oản Oản, kết quả, chẳng ai nghĩ tới. Cuối cùng là Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ lại ném đi bộ mặt của mình như vậy. Lúc không có ai, mọi người đều là thổn thức không dứt. Thật không nghĩ tới kết quả lại có thể là như vậy. Các ông nói xem, nếu như lần này bọn họ đi qua mua nhóm hàng mà Tổng Giám Tần đã đặt trước, đây chẳng phải là mất hết vốn liếng rồi sao? Cũng không phải sao, kỳ quái, không phải nói cô ta chính là một thiên kim đại tiểu thư cái gì cũng không hiểu biết sao? Làm sao lại một cái chọn chúng vật liệu tốt như vậy? Không chỉ như thế, các ông không thấy sao, trong video cô ta còn kết luận bên trong nhóm vật liệu Tổng Giám Tần chọn kia không có hàng nữa.
Cô gái này thật là quá kỳ lạ rồi. Chấm. Cùng lúc đó, Cẩm Viên. Đã tốt rồi, Từ tiên sinh, thân thể của ngài hiện đang khôi phục, tình hình rất tốt đẹp, có điều ghi nhớ kỹ không thể buông lỏng, nhất định phải tiếp tục duy trì. Phòng ngủ trên lầu, Tôn Bách Thảo đang châm cứu cho Tư Dạ Hàn sau đó dặn dò. Làm phiền bác sĩ Tôn nhọc lòng rồi. Từ tiên sinh khách khí, không có chuyện gì nữa tôi đi trước đây. Tôn Bách Thảo đi xong, Hứa Dịch đang bên cạnh nóng nảy chờ đợi không nhịn được mở miệng lần nữa, cửu gia, Oản Oản tiểu thư bên kia thực sự không cần hỏi thăm sao. Lần này Oản Oản tiểu thư đúng là quá mạo hiểm, mới vừa rồi bên công ty truyền tới tin tức, Oản Oản tiểu thư ở trong điện thoại, trực tiếp cùng Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình trước mặt tất cả quản lý cấp cao trong phòng họp đánh cược, nói nếu là khối đá kia thất bại, Diệp tiểu thư sẽ phải rời khỏi công ty, không bao giờ nhúng tay vào công việc công ty nữa. Nói tới chỗ này, Hứa Dịch gấp đến độ không nhịn được nữa. Ông chủ thật vất vả mới giúp Oản Oản tiểu thư bày sẵn đường đi, vạn nhất thua, đây chẳng phải là công dã tràng sao. Dù sao chuyện đánh cược ngọc này không phải chỉ cần có năng lực là được đâu. Hứa Dịch bên này gấp đến độ xoay quanh, nhưng ông chủ của anh ta quả thật bình tĩnh ngay cả chân mày đều không có nhíu một cái. Đồ muốn cậu chuẩn bị đặt trước xong chưa? Tư Dạ Hàn hỏi. Hứa Dịch nghe vậy không khỏi sững sốt. Nửa ngày mới phản ứng lại được, mở miệng nói ách, Angelina bán ra bánh ngọt hạnh nhân số lượng, đã an bài xong theo hàng không quốc gia ép vận chuyển qua tới rồi. Trọng điểm chú ý của ông chủ có phải là không đúng chỗ nào hay không? Tại sao vào lúc này lại chú ý tới bánh ngọt? Ngay lúc này, điện thoại bên công ty gọi tới. Nghe đầu kia nói xong kết quả, Hứa Dịch quả thật là trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu sau mặt đầy khó mà tin nổi nhìn về hướng ông chủ của mình. Cửu, cửu gia, Oản, Oản Oản tiểu thư cô ấy. Làm sao, Tư Dạ Hàn nâng con ngươi lên một chút. Hứa Dịch kích động không thôi mở miệng nói, kết quả có rồi. Bên trong khối đá cuối cùng kia lại có thể mở ra một khối lớn đế vương lục. Cửu gia, ngài không thấy vẻ mặt khi đó của hai người Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ đâu, hai người đó cuối cùng cũng bị bức không có cách nào khác chỉ có thể thực hiện cam kết. Lúc đó... Oản Oản tiểu thư khư khư cố chấp nhất định phải đem nhóm đá kia của Lâm Lang Các mua lại, tất cả mọi người đều cảm thấy tiểu thư đang cố tình gây sự, nếu không phải như vậy, Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ sợ là cũng sẽ không cùng với cô ấy đánh cược đâu. Nhưng anh ta không nghĩ tới, Oản Oản tiểu thư lại có thể thực sự thắng cuộc. Bây giờ suy nghĩ một chút mới phát hiện, chiêu này của Oản Oản tiểu thư thật sự là quá cao tay mà, cô ấy biết bản thân không có khả năng đi làm cái gì có thể dao động được bọn họ. Lấy thực lực hiện tại của cô làm như thế, sẽ biến khéo thành vụng, vì vậy dùng loại phương thức tiếp cận đùa giỡn này, làm giảm nhuệ khí của bọn họ. Chương 769, thức ăn cho chó đầy bất ngờ không kịp đề phòng. Sau chuyện này đại biểu cho việc Diệp tiểu thư ở trong công ty sẽ có danh tiếng và quyền phát biểu tăng lên, hai người này ở trường hợp hiện tại đã công khai không chút kiêng kỵ đối nghịch cùng với Diệp tiểu thư nhưng đã mất mặt như vậy, nếu như tiếp tục đối đầu trừ phi bọn họ thực sự không biết xấu hổ. Hứa Dịch vừa nghĩ vừa nhìn về phía ông chủ của mình, quả nhiên boss chính là boss A, cách làm của Oản Oản tiểu thư đặt tại trong mắt người khác đều là không thể nói lý, nhưng ông chủ lại từ đầu tới cuối không có tí phản ứng nào cả. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn kết nối điện thoại di động, alo. Nhanh khen em đi, em muốn nghe 1000 chữ, thiếu một chữ cũng không nghe đâu, điện thoại di động mới vừa tiếp thông. Đầu kia liền truyền tới âm thanh giành công của Diệp Oản Oản. Hứa Dịch ở một bên nghe thanh âm thanh thúy của Oản Oản, lau mồ hôi, ho nhẹ một tiếng. 1000 chữ. Lời cửu gia nói coi như cả một tháng cộng lại sợ rằng tổng cộng cũng nói không tới 1000 chữ đi. Đáy mắt của Tư Dạ Hàn dâng lên một tia sáng không dễ dàng phát giác, mở miệng nói, anh đã đặt cho em bánh ngọt hạnh nhân Angelina, chờ em trở về nước là ăn được rồi. Diệp Oản Oản lập tức gào lên, a. Yêu anh yêu anh yêu anh, bảo bảo anh quá tuyệt rồi. Cuối cùng, chuyển ngược trở lại, biến thành cô khen anh. Thật ra thì lúc trước Diệp Oản Oản không thích ăn hạnh nhân, nhưng đoạn thời gian gần đây không biết làm sao lại đột nhiên yêu thích, lần trước thuận miệng nói cùng Tư Dạ Hàn một câu, không nghĩ tới anh liền nhớ mãi như vậy. Diệp Oản Oản nghe xong lời Tư Dạ Hàn mới nói, có chút hoài nghi mà mở miệng, a, thân mến, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Tư Dạ Hàn, sao? Anh lại có thể trước thời hạn đặt xong bánh ngọt chúc mừng cho em, anh cứ như vậy chắc em nhất định có thể làm được chuyện này thành công sao? Diệp Oản Oản không nhịn được truy hỏi.
Tư Dạ Hàn nhìn ngoài hướng cửa sổ xa xôi, không trả lời, mà là hỏi ngược lại, em không làm được, thì như thế nào? Diệp Oản Oản nháy mắt, lại nháy mắt một cái, trong đầu nhanh chóng phiên dịch, ây, cho nên, ý của anh là, coi như em không làm được cũng như bình thường có boss lớn là anh làm chỗ dựa thu thập cục diện rối rắm cho em, cho nên em thích làm sao thì làm tùy tiện em hiểu thế chính xác không? Tư Dạ Hàn, không sai biệt lắm. Diệp Oản Oản, cái gì gọi là không sai biệt lắm, chính là như vậy đi. Hứa Dịch mơ hồ nghe được đoạn đối thoại của hai người, quả thật là lệ rơi đầy mặt. TDM, khó trách boss từ đầu tới cuối không có chút nào gấp gáp cả. Thức ăn cho chó đầy bất ngờ không kịp đề phòng này lại hướng trên mặt anh ta mà ném vào, thật là không chịu được mà. Vừa nghe đến có đồ ăn, Diệp Oản Oản nhất thời cái gì cũng đều thuận theo, vui vẻ không thôi mở miệng, chuyện bên này tiến triển hết thảy thuận lợi, sẽ đúng hạn trở về nước, chờ em trở lại ăn nha tương đương. À, so với bánh ngọt làm cái gì chứ, thật ra thì cô càng muốn ăn cái khác. Chấm chấm. Myanmar thành hát. Nhóm 5 người điên cuồng thổi phồng Diệp Oản Oản lên. Nhiếp Vô Danh, cô em hữu danh, tay của cô cũng quá đỏ đi. Thần hư đạo sĩ, tôi sau này cũng không dám nói mình là bán tiên nữa. Nhất Chi Hoa, ông chủ quả thực là thần tiên sống. Ngoại quốc rời gạch, ông chủ anh minh thần võ cái thế vô song phong hoa tuyệt đại bày mưu nghĩ kế quyết thắng. Băng Sơn Mỹ Nam giơ lên một tấm bảng, phía trên viết một con số 6. Diệp Oản Oản không còn gì để nói, ép người ta đến nước ngoài có nhiều người như vậy có thể học được nhiều thành ngữ tiếng Trung, ngay cả Mỹ Nam chuyên dùng quan tài cũng đã viết 6 rồi. Diệp Oản Oản bật cười, lấy ra 5 cái bao tiền lì xì đã chuẩn bị xong, phát cho 5 người, chuyện ngày hôm nay rất thuận lợi, lại mở ra được phỉ thúy thượng hạng, đây là bao tiền lì xì cấp cho các anh. Mặc dù mấy vai diễn này có chút không đúng lắm, nhưng vẫn là rất chuyên nghiệp. Chương 770, cơ hội tuyệt vời. Hai mắt của mấy người này nhất thời sáng lên, tiếp nhận rồi khẽ đếm, 2888. Lần này tiền thuê của bọn họ mỗi người là 2500, kết quả tiền lì xì này so với tiền thuê cao hơn rồi. Năm người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức tiến lên mở miệng. Thần hư đạo sĩ, ông chủ, thiếu thầy xem bói riêng sao? Bảo đảm với cô là mỗi ngày đều là quẻ tốt nhất. Nhất Chi Hoa, ông chủ, còn thiếu trợ lý sao? Sẽ nói chuyện phiếm giải sầu, sẽ hát các loại ca khúc dân ca này. Còn người ngoại quốc rời gạch, ông chủ, cần tìm hiểu về rời gạch. Băng Sơn Mỹ Nam, Nhiếp Vô Danh, có thể bán hết cả thảy bọn họ, còn cái người chết phía sau kia là tặng phẩm. Diệp Oản Oản, các người đủ rồi đấy. Sau nửa ngày nghe mấy người kia nói bậy, Diệp Oản Oản bắt đầu nói việc chính, trước tiên đem nhiệm vụ lần này hoàn thành, còn việc khác nói sau đi. Nhiếp Vô Danh lập tức nghiêm mặt, không thành vấn đề, cô em hữu danh, nhất định khiến cô hài lòng, hành trình kế tiếp là cái gì? Diệp Oản Oản hơi suy nghĩ, ngày mai tôi cần tới phường Đổ Thạch còn có chút chuyện cần xử lý. Sau khi kết thúc, các anh cùng tôi đi đến một nơi. Đến lúc đó các anh giúp tôi diễn một vở kịch, tình huống cụ thể như thế nào, chờ khi tới đấy tôi sẽ nói cặn kẽ với các anh. Lần này đến đây, cảm thụ lớn nhất của cô chính là, sức mạnh của bản thân cô quá yếu rồi. Chuyện này, khoảng thời gian trước đi nước B cô cũng đã cân nhắc qua, lấy năng lực hiện nay của cô căn bản không có biện pháp nào có một thế lực riêng cho mình. Lần này tới Myanmar, vừa vặn có một cơ hội tuyệt vời. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cô lựa chọn nhiệm vụ đi Myanmar lần này. Kiếp trước có một đoàn lính đánh thuê thực lực không tầm thường bị hắc bang địa phương hãm hại diệt sạch ở Myanmar này. Nếu có thể nhân cơ hội này cứu nhóm người kia, đem họ trở thành thế lực của mình, thì rất nhiều chuyện của cô sẽ thuận lợi hơn không ít. Ngày thứ hai, sau khi giải quyết chuyện bên phường Đổ Thạch, Diệp Oản Oản liền dẫn nhóm người Nhiếp Vô Danh xuất phát. Nhất Chi Hoa nhìn về phía băng sơn Mỹ Nam bày ra bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, anh có thể hay không đi nhanh lên một chút. Băng sơn Mỹ Nam sau lưng cõng một chiếc quan tài, tốc độ so với người khác chậm hơn mấy lần. Không thể để cho anh ta đem cái quan tài ném đi à? Diệp Oản Oản nhéo nhéo mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói. Người ngoại quốc rời gạch nghe thấy tiến lên, sờ sờ cằm, đôi mắt to nhìn về phía Diệp Oản Oản dùng quốc ngữ có chút mới lạ chưa quen nói. Ông chủ Diệp, anh ta đi bộ chậm, thật ra thì, cùng cái quan tài không liên quan. Thật ra chính là đến đi cũng lười, thần hư đạo sĩ nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Diệp Oản Oản, thật là lười ra độ cao mới. Bất quá, người lười như vậy,
mà cả ngày lẫn đêm đều cõng sau lưng một cái quan tài cũng 10 phần không sao chính là có tiến bộ. Bởi vì chuyện băng sơn Mỹ Nam mà nhóm 6 người của Diệp Oản Oản phải mất hơn một tiếng mới tới được chỗ cần đến. Phía trước là một vùng bình nguyên rộng lớn, chỗ gần nhất phía bên trái bọn họ có xây một ngôi nhà tương đối quỷ dị, nhìn không giống nhà máy. Nơi này là vùng ngoại ô, cách thành Hát ở Myanmar 10 mấy dặm, còn chưa từng bị khai phá, rất hiếm dấu vết con người, cơ hồ không có người nào, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy được vài con thú hoang đi ngang qua. Vì để tránh bứt dây động rừng, Diệp Oản Oản mang theo Nhiếp Vô Danh và mấy người Nhất Chi Hoa đi bộ tới, cũng không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào. Cũng còn may là con đường này có thể trực tiếp đi qua, nếu không mình thực sự không dám chắc có thể nhớ được. Nhìn cái nhà máy phía trước, Diệp Oản Oản âm thầm nghĩ ngợi trong lòng. Kiếp trước, lúc tới thành Hát ở Myanmar bản thân cô và đám người Tần Nhược Hy đi ngang qua nơi này. Sau đó biết được, có một nhóm giặc cỏ lẻn vào trong nhà máy, cùng Hắc Bang xảy ra xô xát ác liệt, cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 771, diễn một vở kịch. Sau đó mới phát hiện, nhóm người kia không phải giặc cỏ mà là thành viên của một nhánh đoàn lính đánh thuê. Nghe nói, thành viên đoàn lính đánh thuê đến thành Hát nhận nhiệm vụ của Hắc Bang nào đó đi lấy một món đồ quan trọng. Kết quả, đồ đã lấy được rồi, cũng dựa theo giao ước tới giao cho Hắc Bang, nhưng Hắc Bang này ở thành Hát lại đột nhiên tuyên bố căn bản không có cầm được món đồ kia. Bởi vì khi đó có rất nhiều tổ chức và đoàn lính đánh thuê tất cả đều đang tìm một vật gì đó, Hắc Bang sau khi cầm được món đồ kia, vì phòng ngừa phiền phức, dĩ nhiên đem đoàn lính đánh thuê này đẩy ra chịu trận. Bên ngoài, tất cả mọi người đều cho là vật kia bị nhóm lính đánh thuê nuốt riêng, tất cả đều đang đuổi giết nhóm lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này sau khi bị đám Hắc Bang hãm hại thảm như vậy dĩ nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ, trực tiếp chạy sang khu vực thành Hát cùng Hắc Bang giằng co. Chỉ tiếc nhóm người đi đường này rơi vào trong bẫy của Hắc Bang, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt cũng chỉ có một số người trốn thoát. Khi đó cô cũng chỉ là nghe mấy ám vệ tư gia nhắc tới trong lúc nói chuyện phiếm với nhau trên đường đi mới biết được tin tức này. Cái nhà không giống nhà máy ở phía trước kia chính là xưởng sản xuất mà Hắc Bang nước ngoài xây dựng dùng để chế tạo các loại thuốc cấm, lưu thông ở tất cả các quốc gia bao gồm nước Hoa. Nhà máy này chẳng qua chỉ là một phân xưởng rất nhỏ, có thể dễ dàng vứt bỏ. Chưa nói thành Hát ở Myanmar này hết sức hỗn loạn, nhất là cái nơi ngoại ô không ai khai phá, lại càng ít người lui tới này. Coi như là bị phát hiện thì cái phân xưởng nhỏ kia có mất đi đi cũng chẳng thấy tiếc. Ông chủ Diệp, chúng ta tới nơi này làm gì? Nhất Chi Hoa nhìn về phía trước đánh giá xung quanh, vẻ mặt không hiểu. Lúc trước Diệp Oản Oản chỉ nói với nhóm người Nhiếp Vô Danh là ra ngoài làm việc, nhưng lại không có nói rõ mục đích, chủ yếu là sợ nhóm người này không muốn đi cho nên cô dự định sau khi đến nơi mới nói. Các anh có thấy cái xưởng đó không? Oản Oản chỉ về phía trước. Thấy được, không phải chỉ là cái xưởng nhỏ sao, thế nào? Thần hư đạo sĩ cùng mấy người kia thế nhưng không nhìn ra bất cứ cái gì khác thường. Ở chỗ này có một cái xưởng như vậy, mấy người các anh không thấy cái gì kỳ quái? Diệp Oản Oản hỏi lại. Kỳ quái? Thần hư đạo sĩ lắc đầu, có cái gì kỳ quái, không phải chỉ là một chút thế lực nước ngoài hoặc hắc đạo xung quanh xây dựng trái phép sao? Trước đừng quan tâm mấy cái đó, lần này chúng ta đến đây là muốn diễn một vai diễn. Diệp Oản Oản nhìn mấy người Nhiếp Vô Danh, vẻ mặt thần bí. Diễn xuất, cái này được, so với làm vệ sĩ thì tốt hơn nhiều. Nhất Chi Hoa gật đầu liên tục. Ta cảm thấy vẫn là làm vệ sĩ tốt hơn, thần hư đạo sĩ thì không cho là như vậy. Băng Sơn Mỹ Nam. Nhiếp Vô Danh không nhìn được nói, đừng nói nhảm nữa. Thấy Nhiếp Vô Danh mở miệng, Nhất Chi Hoa và thần hư đạo sĩ lập tức biết điều mà ngậm miệng lại, về phần Băng Sơn Mỹ Nam chính là vừa lòng nhất với cái yêu cầu này. Cô em hữu danh, diễn xuất mà không có máy quay phim là sao? Nhiếp Vô Danh nhìn thần hư đạo sĩ và Nhất Chi Hoa hoàn toàn yên lặng ở phía sau, hướng mắt nhìn xung quanh một chút, cũng không có đoàn kịch, quay phim. Ánh sáng, quan trọng nhất là không có ai chuẩn bị hộp cơm cho diễn viên. Ai nói diễn xuất nhất định phải dùng mấy thứ kia? Diệp Oản Oản liếc Nhiếp Vô Danh một cái, thật ra thì cái tên này quan tâm nhất chính là hộp cơm đi. Không cần sao, Nhiếp Vô Danh nhíu mày suy nghĩ. Cần thiết không? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Cô là ông chủ, cô nói gì cũng đúng. Cô nói cần thì cần, nói không cần thì không cần, nhưng mà, bây giờ tạm thời đổi nhiệm vụ, cô em hữu danh. Cô mau đến thêm tiền a, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói. Chương 772,
không có tử vong hoa hồng. Đúng, 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 đội trưởng nói đúng, trước nói chúng tôi làm vệ sĩ cho tốt, hiện tại lại phải diễn xuất, cái này cần thêm tiền. Nhất Chi Hoa vội vàng gật đầu phụ họa. Ông chủ Diệp, cái này ít nhất cô cũng phải cho chúng tôi mỗi người thêm 200 đồng. Thần hư đạo sĩ mở miệng. 200 cái rắm, Nhiếp Vô Danh liếc qua thần hư đạo sĩ một cái, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, tôi cảm thấy mỗi người ít nhất phải thêm 500 đồng. Tôi cho các anh mỗi người thêm 1.000, Diệp Oản Oản cười nói. Nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh tiến lên cầm chặt tay cô em hữu danh, đây chính là cô nói a, mỗi người 1.000, 5 người chính là 5.000, cô không thể đổi ý. Nhất Chi Hoa, ông chủ Diệp thật rộng rãi. Thần hư đạo sĩ, ông chủ Diệp quả nhiên là người hào phóng. Người ngoại quốc rời gạch, hào phóng. Băng Sơn Mỹ Nam. Lúc này, Diệp Oản Oản không nói gì đem tay rút về, thế nhưng, cần phải nói trước, cái này chúng ta phải diễn thật tốt, không thể tùy hứng làm bậy. Cô em hữu danh, cô mau thả tim đi, chúng tôi sẽ để cô thưởng thức một chút cái gì gọi là ảnh đế chân chính. Nhiếp Vô Danh bày ra bộ mặt ngạo nghễ. Không phải chỉ là diễn mấy vai diễn sao? Chính bởi vì cuộc sống này giống như một trò đùa, toàn phải dựa vào kỹ thuật diễn xuất để sống, mà mỗi người bọn họ đều là những diễn viên giỏi nhất. Diệp Oản Oản. Cô chỉ sợ bọn họ diễn quá nhập vai, dùng sức quá mạnh được không? Mau qua đây, mau qua đây, nghe ông chủ Diệp nói kịch bản, nghiêm túc một chút. Nhiếp Vô Danh hướng mấy người Nhất Chi Hoa phất phất tay. Lập tức, bốn người bọn họ trái phải đều vây xung quanh cô. Các anh có nghe qua tử vong hoa hồng không? Diệp Oản Oản vẻ mặt thần bí nhìn về phía mấy người Nhiếp Vô Danh. Nhóm 5 người này của Nhiếp Vô Danh, thực lực hẳn cũng không tệ, tầm hiểu biết và từng trải tất nhiên cũng không ít, cho nên Diệp Oản Oản tin tưởng mấy người bọn họ nhất định đều đã nghe qua tử vong hoa hồng. Sau khi nói tới tử vong hoa hồng, thần hư đạo và người ngoại quốc rời gạch nhất thời cười to, Diệp Oản Oản không hiểu họ cười cái gì. Tử vong hoa hồng, ông chủ Diệp, cô còn nghe tới tử vong hoa hồng à? Rất nhanh thần hư đạo sĩ ngưng ý cười. Làm sao, tử vong hoa hồng danh tiếng to lớn như vậy, tôi nghe nói qua chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Ha ha, đội trưởng, anh có muốn hay không để chúng tôi nói sự thật với cô em hữu danh? Thần hư đạo sĩ nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Sau khi lấy được sự đồng ý của Nhiếp Vô Danh, thần hư đạo sĩ lúc này mới cười nói, ông chủ Diệp, tôi liền nói cho cô biết sự thật vậy. Trên đời này, căn bản không hề có tử vong hoa hồng. Không có tử vong hoa hồng. Nghe thần hư đạo sĩ nói vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, không có tử vong hoa hồng, là bọn họ điên rồi hay cô điên rồi? Ngay lập tức, Diệp Oản Oản hướng về phía thần hư đạo sĩ tỏ vẻ khinh bỉ, các anh không biết liền nói không biết đi. Ông chủ Diệp, tôi nói đều là sự thật, ở trên thế giới này quả thực là không hề có nhân vật tử vong hoa hồng này, chẳng qua chỉ là bịa đặt mà thôi. Thần hư đạo sĩ nghiêm mặt giải thích. Bịa đặt, ai mà tin? Loại thế lực ở cấp độ như vậy làm sao có thể dựa vào bịa đặt? Lần trước ở nước ngoài, cô chính là dựa vào giả mạo tử vong hoa hồng mới giúp Tư gia tránh được một kiếp. Nếu như là bịa đặt, Tư gia làm sao có thể không biết? Tất cả mọi người trên thế giới đều không biết. Lừa cô làm gì? Cái thế lực tử vong hoa hồng này quả thực không tồn tại, nguyên nhân bắt đầu chẳng qua cũng chỉ là một bản thảo mà thôi. Nhất Chi Hoa khẳng định nói. Bản thảo. Diệp Oản Oản nghe vậy càng thêm nghi ngờ, đây rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì? Chương 773, rốt cuộc là người nào? Thật ra thì, cái thế lực tử vong hoa hồng này là do ba đội trưởng lúc còn trẻ viết ra mà thôi, đại khái là hình dung ra cái thế lực lớn mạnh, sau đó bản thảo liền bỏ dở. Về sau có đội trưởng, ngay khi đội trưởng còn bé anh ấy đã viết tiếp bản thảo của ba mình. Cảm thấy tử vong hoa hồng có chút hấp dẫn, lúc đấy mới miêu tả cặn kẽ về cái thế lực tử vong hoa hồng này. Cái gì mà thành viên tử vong hoa hồng đều mặc áo khoác có thêu hoa hồng đen, trên mang chiếc mặt nạ màu bạc, đây đều là những thứ khi đội trưởng mấy tuổi viết ra. Cái gì thủ lĩnh tử vong hoa hồng là hắc quả phụ thích nam sủng khát máu, tất cả đều do đội trưởng viết đấy. Thần hư đạo sĩ mở miệng cười. Sau đó, Nhiếp gia gặp kẻ trộm, bản thảo cũng biến mất lúc đó. Chính là trong khoảng thời gian ấy câu chuyện tử vong hoa hồng bị truyền ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền 100, truyền cho tới bây giờ. Người trên thế giới này đều cho rằng cái tổ chức ấy là thật, nói đến cũng buồn cười, đều nói có, ai có thể thực sự gặp qua. Nhất Chi Hoa buông tay bổ sung. Nghe Nhất Chi Hoa và thần hư đạo sĩ giải thích về lai lịch của tử vong hoa hồng,
Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không thể tin tưởng. Cái tổ chức tử vong hoa hồng này làm người ta nghe qua đã sợ mất mặt, lại là một bản thảo viết về tổ chức và nhân vật chỉ là hư cấu. Quan trọng nhất chính là lúc ấy Nhiếp Vô Danh mới có mấy tuổi viết ra. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Oản Oản thế nhưng lại cảm thấy vô cùng không hợp lý, mang theo ánh mắt không hiểu nhìn về phía mấy người Nhiếp Vô Danh. Tùy tiện làm mất một bản thảo, cũng làm cho người ta tin là thật, các anh cho rằng tôi là kẻ ngu. Hai cha con Nhiếp Vô Danh này, may mắn lần đó là viết về tử vong hoa hồng, bằng không xui xẻo viết ra câu chuyện siêu nhân. Ông chủ Diệp không thể nói như vậy, vốn là một gia đình bình thường nhưng chỉ sợ trong nhà có kẻ gian lẻn vào, tên đấy sợ là đến nhìn một cái cũng không có, cô phải biết, bản thảo này từ trong Nhiếp gia lấy ra độ tin tưởng chính là tuyệt đối, không ai dám không tin. Huống hồ người đứng đầu nhà họ Nhiếp và đội trưởng không phải là dùng cách thức viết sách miêu tả tử vong hoa hồng mà dùng cách ghi chép, càng làm cho người khác tin tưởng không chút nghi ngờ. Thần hư đạo sĩ nói, Hát, đều là chuyện cũ ngày xưa, không đề cập tới cũng được. Huống hồ, chẳng phải tôi đã cấm có người nhắc đến tử vong hoa hồng rồi sao? Nhiếp Vô Danh nhàn nhạt nói, chỉ sợ là đến chính bản thân Nhiếp Vô Danh cũng không thể ngờ tới. Khi còn bé chỉ tiện tay viết vài nét bút mà đến hôm nay lại hư cấu thành một thế lực tổ chức lớn, ở trong mắt người ngoài lại chính là hoàn toàn tồn tại. Nhìn bộ dáng Nhiếp Vô Danh không giống nói dối chút nào, lại nhìn vẻ mặt của nhóm người thần hư đạo sĩ với Nhất Chi Hoa, Diệp Oản Oản không khỏi thất kinh trong lòng. Cái tên Nhiếp Vô Danh này rốt cuộc là người như thế nào? Chỉ là anh ta và ba mình tiện tay viết ra một cái bản thảo, khi truyền ra bên ngoài lại có thể làm cho cả thế giới tin là thật. Thậm chí ngay cả Tư gia cũng chưa một lần hoài nghi. Hơn nữa mới vừa rồi Nhiếp Vô Danh có nói, 10 năm trước anh ta đã không cho phép tin tức tử vong hoa hồng truyền ra ngoài. Nhưng cũng thật trùng hợp, chính là trong vòng 10 năm tử vong hoa hồng đã mai danh ẩn tích, không có bất cứ tin tức gì trừ lần trước cô giả mạo. Mấy người trước mặt cô, đến tột cùng là thần thánh phương nào, sức ảnh hưởng khiến người ta giận đến độ sôi máu. Nhưng có một chuyện, Diệp Oản Oản nghĩ thế nào cũng không thông. Mấy người bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao mỗi ngày chỉ vì chuyện ăn no mà giàu dĩ? Tuy nói nhóm người Nhiếp Vô Danh này không hề đơn giản, nhưng cô cũng không hoàn toàn tin tưởng lời bọn họ. Nói không chừng là bọn họ cố ý muốn giao động mình, tuy tới giờ cô cũng chưa nhìn ra bất cứ lý do gì khiến nhóm người Nhiếp Vô Danh muốn giao động mình. Chương 774, có chuyện dễ thương lượng. Đúng rồi, ông chủ Diệp, cô hỏi tử vong hoa hồng để làm gì vậy? Nhất Chi Hoa nhìn về phía Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Diệp Oản Oản sắp xếp lại ngôn ngữ, mở miệng nói, lần này, chúng ta sẽ diễn là người của tổ chức tử vong hoa hồng, tôi sẽ diễn Hắc Quả Phụ, các anh sẽ diễn làm thành viên của tổ chức tử vong hoa hồng. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, tất cả mọi người trong đó có cả Nhiếp Vô Danh đều ngạc nhiên tại chỗ, cái gì? Để bọn họ đi diễn tử vong hoa hồng. Năm đó, Nhiếp Vô Danh đúng là nghiêm cấm những tin tức có liên quan đến tử vong hoa hồng truyền ra ngoài. Ngay cả Nhiếp lão gia cũng cảm thấy vì bản thảo năm đó của mình đã tạo nên một tổ chức hư cấu không có thật này nên cũng vô cùng ủng hộ Nhiếp Vô Danh. Mà hiện tại, Diệp Hữu Danh lại nói đến chuyện này không những thế còn để một trong những người đã viết cái bản thảo kia là Nhiếp Vô Danh đi diễn cái tử vong hoa hồng vớ vẩn này. Ông chủ Diệp, tử vong hoa hồng có gì hay đâu mà diễn, hay là không bằng diễn về Nhiếp gia của tôi đi, nhà họ Nhiếp thế nào cũng lợi hại hơn tử vong hoa hồng gấp mấy trăm lần, thế nào cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi diễn chính mình cho cô xem, giá cả hợp lý. Nhiếp Vô Danh đi đến trước mặt Diệp Oản Oản nói với giọng điệu thương lượng. Nghe thế, Diệp Oản Oản đưa mắt nhìn Nhiếp Vô Danh như nhìn một kẻ ngốc, chém cứ tiếp tục chém đi, so với tử vong hoa hồng còn lợi hại hơn gấp mấy trăm lần. Không được, phải diễn tử vong hoa hồng, Diệp Oản Oản nói với thái độ kiên quyết, không cho Nhiếp Vô Danh có cơ hội thương lượng. Bất kể tử vong hoa hồng có tồn tại hay không, kế hoạch của cô cũng sẽ không thay đổi. Nếu như tổ chức tử vong hoa hồng này cùng với người đứng đầu là Hắc Quả Phụ tất cả đều là chuyện bịa đặt, càng không tồn tại thì càng tốt. Bởi vì cứ như vậy thì cũng chưa từng có một ai tận mắt thấy được cái tổ chức tử vong hoa hồng này. Chi bằng, hãy để cô khiến cho cái tổ chức tử vong hoa hồng có thật. Vậy, tôi không diễn, Nhiếp Vô Danh cũng rất là kiên quyết lắc đầu, dáng vẻ vô cùng kiên trì với nguyên tắc của mình. Ồ! Vậy anh không diễn tôi sẽ nói cho cháu của anh biết là anh kêu tôi và bạn trai của tôi giả làm ba mẹ của nó. Mặt Diệp Oản Oản không thay đổi nói. Đừng a, em gái Hữu Danh, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ bàn bạc,
Nhiếp Vô Danh nghe Diệp Oản Oản nhắc đến tiểu ma đầu, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhiếp Vô Danh anh không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ đứa cháu trai kia của mình. Vậy anh còn không muốn diễn, khóe miệng Diệp Oản Oản mỉm cười, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Tôi diễn được chưa? Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ phải nhận lời. Không nói đến chuyện Diệp Oản Oản có muốn nói sự thật cho thằng nhóc đó biết hay không, chỉ cần cô nổi hứng lên không chịu diễn làm mẹ của thằng nhóc nữa cũng đủ làm cho Nhiếp Vô Danh cảm thấy đau đầu. Cho nên Nhiếp Vô Danh trái lo phải nghĩ, bị đứng ở giữa hai tầng uy hiếp, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đội trưởng, ngược lại chúng ta đến lúc đó sẽ mang theo mặt nạ màu bạc, ai cũng không biết là anh đâu. Người ngoại quốc rời gạch rất là cơ trí nhìn Nhiếp Vô Danh phân tích. Đúng vậy, Nhiếp Vô Danh vỗ đùi, ngược lại yêu cầu mặt nạ màu bạc. Nói đến đây, Nhiếp Vô Danh nhìn bốn phía, mặt nạ đâu? Lúc bọn họ đi theo ông chủ ra ngoài, cũng không mang cái gì là mặt nạ. Tôi có đây, Diệp Oản Oản cười thần bí, đem vali xách tay của mình mở ra. Bên trong vali xách tay, để lụa đen, váy lụa đen, mấy cái mặt nạ màu bạc, còn có vài cái áo khoác màu đen thêu ám văn hoa hồng. Em gái hữu danh, cô chuyện này, cô cái này đều sớm chuẩn bị xong à? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm mặt nạ màu bạc và áo khoác thêu ám văn hoa hồng trong gương, vẻ mặt sững sờ, hóa ra ông chủ Diệp này, căn bản cũng không có ý định cùng bọn họ thương lượng, trực tiếp cứng rắn quyết định, ngay cả đạo cụ cũng chuẩn bị xong. Chương 775, đứng dậy cho ông. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Danh liền đeo mặt nạ bạc, khoác thêm chiếc áo khoác có thêu ám văn hoa hồng, nhìn cũng rất ra dáng, nhìn không khác mấy so với tử vong hoa hồng trong tưởng tượng của Diệp Oản Oản. Các cậu còn không thay nhanh đi, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía mấy người Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ nói. Nghe Nhiếp Vô Danh nói, Thần Hư đạo sĩ liên tục lắc đầu, đội trưởng, anh thì sợ người khác nhận ra nên phải cải trang thành như thế, nhưng chúng tôi không sợ cái đó cho nên không cần phải mặc thành như vậy. Dù sao, cái bản thảo về tử vong hoa hồng cũng đâu phải do bọn họ viết ra. Hơn nữa, kêu họ mặc mấy cái đó thật sự rất xấu hổ. Không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, Diệp Oản Oản đã nhìn về phía Thần Hư đạo sĩ nói, các anh cũng phải thay, nếu không làm thế nào có thể giả mạo tử vong hoa hồng. Không phải nói người một nhà quan trọng nhất chính là thật ngay ngắn chỉnh tề sao? Dưới sự uy hiếp của Nhiếp Vô Danh và Diệp Oản Oản, Nhất Chi Hoa và người ngoại quốc rời gạch, kể cả Thần Hư đạo sĩ, chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ thay trang phục của tử vong hoa hồng. Đội trưởng, anh nói xem tại sao năm đó anh viết về tổ chức tử vong hoa hồng phải mang mặt nạ bạc và áo khoác vậy? Tôi cảm thấy các thành viên của tử vong hoa hồng nên mặc trang phục nữ hết mới phải, như vậy mới không phụ cái tên tử vong hoa hồng này mà. Nhất Chi Hoa nhìn cái áo khoác trên người mình, dường như có chút không vừa ý. Diệp Oản Oản, may mắn là bản thảo về tử vong hoa hồng không phải do Nhất Chi Hoa viết. Miệng nó cái ông đây viết là một tổ chức thần bí chứ không phải là miêu tả một tổ chức biến thái. Nhiếp Vô Danh liếc mắt nhìn Nhất Chi Hoa. Đội trưởng, bộ dạng tức giận của anh cũng rất đẹp trai, trái tim thiếu nữ của tôi đã muốn nổ tung rồi. Nhất Chi Hoa không nhịn được liền tiến về phía trước lại bị Nhiếp Vô Danh trừng mắt một cái làm lui trở về. Đội trưởng, đừng để ý đến cái tên biến thái chết tiệt đó, nhưng ở đây còn có một người chưa thay đồ này. Thần Hư đạo sĩ chỉ băng sơn Mỹ Nam đang nằm dưới đất nói. Nghe thấy lời nói của Thần Hư đạo sĩ, Nhiếp Vô Danh và đám người Diệp Oản Oản, nhìn về phía người đang nằm dưới đất. Đúng như dự đoán, băng sơn Mỹ Nam đang nằm với một tư thế vô cùng thoải mái, chỉ có điều chỗ anh nằm là mặt đất. Băng sơn Mỹ Nam, ngoặc kép, đứng dậy cho ông, Nhiếp Vô Danh tức giận nói. Băng sơn Mỹ Nam, ông đây tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì chưa từng gặp, nhưng người lười như cậu, ông đây là lần đầu nhìn thấy. Thần Hư đạo sĩ mở miệng. Ngoại quốc rời gạch, châu bò. Băng sơn Nam, ngoặc kép, Nhất Chi Hoa, cậu đi thay cho cậu ta, Nhiếp Vô Danh nói. Đội trưởng thật tốt, em đi thay quần áo cho chồng á. Nhất Chi Hoa đi về hướng băng sơn Mỹ Nam. Một giây sau, chỉ thấy băng sơn Mỹ Nam từ trên mặt đất nhảy lên một cái, ghét bỏ lấy ra mặt nạ và áo khoác, vẻ mặt không tình nguyện mặc ở trên người. Chồng à, anh có ý gì á? Người ta đã đồng ý thay quần áo cho anh còn ghét bỏ người ta, ừ, Nhất Chi Hoa liếc liếc băng sơn Mỹ Nam nói. Lăn đi, băng sơn Mỹ Nam hiếm thấy mở miệng, có thể thấy được chính xác là một loại ghét bỏ. Còn không chờ Nhất Chi Hoa tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản đột nhiên làm ra tư thế im lặng. Rất nhanh, theo ánh mắt Diệp Oản Oản,
Nhiếp Vô Danh nhìn về phía dưới. Chỉ thấy ở ngoài nhà xưởng nhỏ kia, đi ra mấy người đàn ông mang vũ khí. Mấy người đàn ông đó vũ khí đầy đủ, giờ phút này đang canh giữ ở ngoài nhà xưởng nhỏ, ánh mắt nhìn liên tục đánh giá chung quanh. Các anh xem. Một lát sau, Diệp Oản Oản chỉ hướng phía dưới bên trái. Chỉ thấy mấy chiếc xe Việt dã chậm rãi chạy đến phía sau nhà xưởng nhỏ rồi ngừng lại, từ trên mấy chiếc xe Việt dã đi xuống mười mấy người. Mười mấy người này, đều là quần áo ngụy trang, giống như lính đánh thuê trong miệng Diệp Oản Oản. Giờ phút này, mười mấy người đang rón ra rón rén đi về hướng nhà xưởng. Đứng lại, mấy người đàn ông có vũ khí canh giữ ở lân cận nhà xưởng nhỏ, đúng lúc phát hiện hành tung của mười mấy người lính đánh thuê. Chương 776, chọn một kiểu chết. Ôi trời, không có phát hiện, làm sao bây giờ, đều tại các người, ai cũng nói, đem xe lái để xa một chút sao, xe đã chạy đến bên cạnh xưởng rồi, nếu có người đều sẽ có thể nghe được chúng ta đến đây. Trong đám lính đánh thuê, có một người không lớn tuổi lắm, tướng mạo có 10 phần ngọt ngào đáng yêu của một tiểu loli, bĩu môi than phiền. Trời ạ, tôi đã sớm phanh xe rồi, nhưng xe không ngừng được, tôi đâu có biện pháp gì. Tôi đã nói tôi không lái xe, vậy mà các người cứ để cho tôi lái, thật sự lúc nãy tôi cũng muốn trực tiếp dâm chết họ. Trong đó có một người có dáng vẻ mập mạp, vẻ mặt oan ức. Has, ngay cả xe mà cũng không biết lái, cậu nói xem mỗi ngày cậu ăn nhiều như vậy, chỉ lãng phí thịt toàn thân. Một mỹ nam tóc dài, gảy móng tay, hừ lạnh nói, vừa xuống xe đã bị phát hiện, làm sao bây giờ đây? Dứt lời, mỹ nam tóc dài. Đem khuỷu tay đấm lên người của người mập. Ai ra, cậu có thể đừng dùng nấm đấm nhỏ của cậu đánh lên ngực của tôi không? Người mập nói với vẻ mặt ghét bỏ. Bảo Nhi, bị phát hiện thì có sao đâu, có Cường ca ở đây, sợ gì chớ? Đứng phía trước Mỹ Nam tóc dài là một người đàn ông cường tráng có râu nói. Nghe thế, Mỹ Nam tóc dài nhích lại gần trong lòng người đàn ông có râu, Cường ca, vẫn tốt hơn mập mạp chết bầm kia nhiều. Có Cường ca ở đây, em không có sợ chút nào. Ha ha, Bảo Nhi, cần gì phải sợ, Cường ca ở đây, cho dù trời sập thì không phải có Cường ca chống cho em sao? Người đàn ông cười phóng khoáng. Đừng dọa người, hai người các anh chú ý chút đi, đây là nơi công cộng. Người mập nhìn người đàn ông có râu, nhịn không được nói. Còn chưa đợi người đàn ông có râu nói gì thì có một lão giả sao chậm rãi đi ra khỏi đoàn lính đánh thuê. Sao lão giả là ông già, ông lão già? Mình để lão giả luôn vì để ông lão nghe già quá luôn ấy mũ mũ. Lão giả vẻ mặt âm trầm, đáy mắt lo lắng, đừng nói nhảm, mau đi giải quyết mấy con chó kia trước đi. Để tôi làm cho. Tiểu loli lập tức nhảy ra, nhanh chân đi về phía trước. Giờ phút này, người đàn ông trên người có trang bị vũ khí đang canh giữ gần nhà xưởng, thấy trong đám lính đánh thuê có một tiểu loli dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu đi đến, rối rít nhìn nhau. Ai nha, các anh trai. Dáng vẻ các anh thật khó coi, nhưng mà, các anh có thể lựa chọn một kiểu chết tương đối đáng yêu một chút, em giới thiệu cho các anh nha, như là bị độc chết nè, trúng đạn chết nè, bị lựu đạn nổ chết nè, bị lựu đạn nổ chết nè, bị xe đâm chết nè, bị dao găm giết chết, các anh cảm thấy cái nào được. Tiểu loli nhìn mấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, hì hì cười nói. Muốn chết. Ngay sau đó, mấy người lập tức dùng họng súng nhắm ngay tiểu loli. Nhưng mà, ngón tay chưa kịp bóp cò. Trong hư không cũng lóe hàn quang. Phốc, phốc suy. Mấy người đàn ông vũ trang, thậm chí không kịp kêu đau đã bị dao găm cắm vào ngay mi tâm. Lúc này, tiểu loli vỗ tay một cái, vẻ mặt lẫn con người cười hiền lành, em cảm thấy là, bị dao găm giết chết là đáng yêu nhất nha. Lời của tiểu loli vừa dứt, mấy phần tử vũ trang đã tê liệt ngã nằm trên đất. Thế nào, lợi hại không, lợi hại không? Tiểu loli sau khi giải quyết mấy người đàn ông vũ trang, quay người nhìn đoàn lính đánh thuê phía sau, khom lưng làm mặt quỷ. Thật dọa người, tôi cảm thấy, không bằng vừa rồi để tôi lái xe đâm chết tất cả bọn họ đi. Người mập tiến lên, mở miệng cười nói. Đừng nói nhảm, rất nhanh lão giả phất tay, hôm nay, bất kể thế nào, phải tìm ra món đồ kia, giết chết toàn bộ bọn họ. Lão giả nói xong, một đám lính đánh thuê cẩn thận đi vào trong nhà xưởng. Chương 777, vấn đề này không phải là tiền. Trên sườn núi, thần hư đạo sĩ nhìn thấy một đám lính đánh thuê đi vào nhà xưởng, xoay người nhìn về phía Diệp Oản Oản, ông chủ, một đám người kia đều kỳ dị. Chưa từng thấy một đám đánh thuê như vậy, Nhất Chi Hoa gật đầu nói.
một đám ngu, ngoại quốc rời gạch nghiêm túc nói. Băng Sơn Nam, Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rút, là ai cho bọn họ dũng khí, nói người khác kỳ lạ nhất không phải là bọn họ sao? Ông chủ Diệp, rốt cuộc cô là để chúng tôi đến đây để diễn xuất, hay là xem trò vui? Sắc mặt thần hư đạo sĩ không hiểu. Đến giờ phút này đám người Nhiếp Vô Danh, vẫn không biết mục đích của Diệp Oản Oản. Là như vậy, mục đích lần này của chúng ta, chính là đem đám lính đánh thuê kia cứu ra. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Cứu đám lính đánh thuê kia, mặt Nhất Chi Hoa đầy nghi ngờ, đang êm đẹp, tại sao đi cứu đám lính đánh thuê kia? Ông chủ Diệp, đám lính đánh thuê là muốn đi đánh nhau, chúng ta cũng muốn cứu sao? Thần hư đạo sĩ đặt câu hỏi. Mấy người Nhiếp Vô Danh không biết, nhưng trong lòng Diệp Oản Oản hết sức rõ ràng, kiếp trước, đám lính đánh thuê này, phần lớn đều chết ở nơi này. Trong nhà xưởng kia, có vài cao thủ trấn giữ, chính là chờ bọn họ. Thật phiền phức, tôi không muốn cứu. Nhất Chi Hoa nói. Ngoại quốc rời gạch, tôi đói rồi, muốn ăn phân. Băng Sơn Mỹ Nam. Mỗi người lại thêm 1.000. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nói, chỉ có thể như thế. Lập tức, Nhất Chi Hoa và thần hư đạo sĩ ánh mắt lóe lên. Thần hư đạo sĩ, ông chủ Diệp, cô nói cứu làm sao? Nhất Chi Hoa, nhất định phải cứu, liền chết cũng phải cứu, đó là tác phong của chúng ta. Lương tâm sẽ không đau sao, buổi tối có thể ngủ được sao? Ngoại quốc rời gạch, nhất định phải cứu, cái này không phải vấn đề là tiền. Nhiếp Vô Danh, đều nghe ông chủ Diệp đấy. Băng Sơn Mỹ Nam. Lập tức, Diệp Oản Oản tiến lên, cùng đám người Nhiếp Vô Danh nói ra kế hoạch của mình. Cùng lúc đó, tại trong nhà xưởng, truyền tới một trận đấu súng, kèm theo tiếng hét thảm. Không bao lâu, toàn bộ lính đánh thuê đều bị ép đi ra toàn bộ. Chỉ bằng các người, cũng dám tìm trở về. Một người đàn ông trung niên, nhìn về đám lính đánh thuê phía trước, cười lạnh nói. Ông tên hỗn đản này, ra giá cao thuê chúng ta đi nhận món hàng đó, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, giao đồ cho ông xong, ông lại nói nhiệm vụ chưa hoàn thành, đổ tội cho chúng tôi, lão giả lính đánh thuê nhìn thấy người đàn ông trung niên, trong mắt lóe ra hàn quang. Hừ, vì các người ngu xuẩn, người đàn ông trung niên cười lạnh, cũng được, tôi lười cùng các người nói nhiều, hôm nay tôi mời được Lý Tam gia và bác sĩ Khô Lâu, tôi ngược lại muốn nhìn một chút, chúng ta ai sống ai chết. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên nhìn về lão giả tóc trắng và người bác sĩ, cười rạng rỡ, hai vị, hôm nay làm phiền rồi. Nghe tiếng, lão giả tóc trắng phất tay, lấy tiền của người, giúp người tiêu tại, Chu lão đại, đám lính đánh thuê này, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Nhìn thấy hai người này, đám lính đánh thuê của lão giả chân mày nhíu lại như gặp đại địch. Lão tóc trắng là Lý Tam gia, người trẻ tuổi là bác sĩ Khô Lâu, hai người này, đều là sát thủ nổi danh. Các người đừng có xen vào chuyện của người khác, một người trong đám lính đánh thuê lạnh giọng quát lên. Nhưng mà, vừa dứt lời, Lý Tam gia gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra. Người lính đánh thuê kia còn không biết chuyện gì liền bị một chưởng đánh đến miệng phun máu, cả người như diều đứt dây, bay ra vài chục mét. Chương 778, kỹ thuật diễn xuất quá cường điệu. Ha ha ha, không hổ là Lý Tam gia, Chu lão đại gật đầu liên tục. Giờ phút này, trong lòng lão giả lính đánh thuê âm thầm nghĩ cách đối phó. Chu lão đại này đã biết bọn họ sẽ trở lại, cho nên đã lập bẫy trong nhà kho này, bọn họ vừa vào nhà xưởng là bị mắc bẫy súng ống. Lúc này, mấy chục khẩu súng hướng vào họ, nếu như không phải trên người bọn họ có thuốc nổ, chỉ sợ đã sớm bị bắn chết. Anh Cường, làm sao bây giờ, chúng ta phải chết sao, vẻ mặt của người tóc dài như đưa đám. Bảo Nhi, đừng sợ, có anh Cường ở chỗ này, không đáng sợ, bọn họ tính là cái gì? Người đàn ông có râu cười lạnh. Nhưng mà, vừa dứt lời, người đàn ông có râu bị Lý Tam gia hung hăng vả miệng. Ông dám đánh tôi, ông có gan lặp lại lần nữa coi. Người đàn ông có râu trợn mắt nói. Ba, nghe tiếng, Lý Tam gia lại cho anh ta một bạt tai. Ông, người đàn ông có râu siết chặt quả đấm, ông, rất nghe lời. Nhìn thấy ông nghe lời như vậy, tôi không làm khó dễ ông nữa rồi. Anh Cường thật giỏi, lâm nguy không loạn, còn có nghĩa khí như vậy, vẻ mặt người tóc dài đầy sùng bái. Hừ, Bảo Nhi, đó là tự nhiên, nếu không phải ông ta nghe lời như vậy, một quyền của anh liền đánh chết ông ta, chỉ bất quá, nhìn ông ta lớn tuổi rồi, vừa nãy lại nghe lời của anh mới tha cho ông ta một lần. Người đàn ông có râu cười lạnh nói.
Ta phi, sắp chết đến nơi mà còn ở đó khoác lác. Mập mạp nhìn về phía người đàn ông có râu, mặt đầy khinh bỉ. Chà, thật phiền phức, bị thiết kế rồi, không đáng yêu chút nào, không đáng yêu, tôi không muốn chết. Tiểu loli nước mắt lã chã. Các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Bác sĩ khô lâu nói, nhếch miệng lên, mặt đầy tà mị, trong tay vuốt dao giải phẫu sáng choáng. Còn không đợi người đàn ông trẻ nói tiếp gì đó, khóe mắt chợt nhìn về sườn núi không xa. Trong phút chốc, nụ cười trên mặt người đàn ông trẻ cứng đờ, theo bản năng xoa cặp mắt, sau đó nhìn về hướng sườn núi. Chỉ thấy, một người đội nón đen, người phụ nữ trên mặt che mũ đen, chậm rãi đi xuống sườn núi, đi về phía bên này. Sau lưng cô gái kia, năm người mang theo mặt nạ, nhìn thân hình, đều là đàn ông. Tử vong, hoa hồng. Lúc này, trong mắt người đàn ông trẻ nổi lên kinh ngạc cùng khó tin. Một thân trang phục kia, quả thực trong tin đồn tử vong hoa hồng giống nhau như đúc. Tuy nói, tử vong hoa hồng đã gần 10 năm không có tin tức, nhưng gần đây, tại lân cận nước B truyền ra, tử vong hoa hồng lại xuất hiện. Đám người Chu Lão Đại và Lý Tam gia, mặt cũng đầy kinh ngạc. Trời, bọn người giả trang kia, tử vong hoa hồng, tiểu loli trợn to mắt, mặt không thể tin tưởng. Đám người lính đánh thuê, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Rất nhanh, Diệp Oản Oản mang theo nhóm người Nhiếp Vô Danh đến gần. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên đứng lên trước một bước, lạnh lùng nói, ta là Nhiếp Vô Danh, cho chút thể diện, thả người. Diệp Oản Oản, anh là heo à? Nhiếp Vô Danh. Nghe lời nói này, Lý Tam ra sắc mặt rung một cái nhìn Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh, anh đang ở đây đùa giỡn hay sao? Người đàn ông trẻ nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh là người nào? Ngay cả tử vong hoa hồng hắc quả phụ gặp phải, cũng phải khách khí, hạ thấp dáng vẻ bản thân, làm sao có thể trở thành một thành viên của tử vong hoa hồng, ở nước ngoài đùa giỡn. Đội trưởng, chúng ta bây giờ là giả danh tử vong hoa hồng, thần hư đạo sĩ tiến lên, dùng âm thanh chỉ có Nhiếp Vô Danh nghe thấy. Ồ, Nhiếp Vô Danh hồi phục tinh thần, nhìn về đám người Lý Tam gia, lần nữa mở miệng nói, ông đây là thành viên tử vong hoa hồng, cho các ngươi chút thể diện. Chẳng lẽ cho tử vong hoa hồng chúng ta mặt sẽ mất mặt hay sao? Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rút, kỹ thuật diễn này, dường như hơi cường điệu một chút. Chương 779, có phải vừa rồi ông đánh tôi? Lão tặc, tôi là thành viên của tử vong hoa hồng, các người chẳng lẽ chưa nghe qua tử vong hoa hồng? Nhiếp Vô Danh hét lớn một tiếng. Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh tự biên tự diễn, Diệp Oản Oản chỉ muốn thời gian quay lại để cô đổi diễn viên. Cô đột nhiên phát hiện, diễn xuất của Cung Húc cũng không có khó coi như vậy, không, nếu so sánh, kỹ thuật diễn của Cung Húc có thể coi là thần cấp. Đang lúc này, băng sơn Mỹ Nam đem quan tài sau lưng đặt dưới đất, chợt nằm vào trong, ầm, ván quan tài đóng chặt. Diệp Oản Oản, cô sớm nên biết kết quả này. Giờ phút này, thần hư đạo sĩ và nhất chi hoa canh giữ trước người cô, hai diễn viên này, coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi. Lão già kia, mau đem người thả ra. Tử vong hoa hồng tôi tha mạng chó cho các người. Nhiếp Vô Danh vẫn đang si mê diễn xuất không thể kiềm chế được. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản thật muốn tiến lên hỏi một chút Nhiếp Vô Danh, anh ta lúc ban đầu viết tử vong hoa hồng, thành viên tử vong hoa hồng là viết như vậy. Một đám lính đánh thuê nghiêng mắt như nhìn thấy kẻ ngu là Nhiếp Vô Danh, cái này thật là thành viên của tử vong hoa hồng. Lão già ông đâu phải người chết, không nghe tôi nói gì à? Nhanh lên một chút, nếu không... Tôi một đao đâm chết ông, tôi bỏ đao vào bỏ vỏ ra. Nhiếp Vô Danh quát to. Đội trưởng, thế nào là bỏ đao vào bỏ vỏ ra, anh nói sai rồi. Nhất Chi Hoa nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, tiếp tục nói, không sai, bỏ đao vào bỏ vỏ ra. Cô, là tử vong hoa hồng hắc quả phụ. Lý Tam gia nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hoàn toàn không có phản ứng Nhiếp Vô Danh. Diệp Oản Oản, cô có thể lựa chọn không nói lời nào không? Càn rỡ, lão già kia, thân phận của ông là gì mà dám cùng nói chuyện với lão đại tôi, lão dại tôi thích nhất nam sủng, dùng máu tươi tắm rửa, ông không sợ hãi sao? Nhiếp Vô Danh quát lên. Ha ha, bác sĩ khô lâu cười lạnh, còn tưởng là tử vong hoa hồng tới thật, ầm ĩ nửa ngày, thì ra một đám thần kinh. Lão già lính đánh thuê nhìn về phía Diệp Oản Oản, lắc đầu một cái, ông thật sự cho là tử vong hoa hồng đến thật, nhưng bây giờ nhìn lại. Anh nói các người là tử vong hoa hồng. Lý Tam gia nhìn Nhiếp Vô Danh, cười lạnh nói. Lão già kia, ông còn không hiểu sao. Nhiếp Vô Danh nói.
anh nói là anh là thành viên của Tử Vong Hoa Hồng. Khéo miệng Lý Tam gia hơi dương lên. Lão già kia, còn không rõ sao. Nhiếp Vô Danh hừ lạnh. Tôi nghe nói, Tử Vong Hoa Hồng, mỗi thành viên thân thủ đều rất giỏi, đi đâu cũng là hoành tráng. Đã như vậy, không bằng anh liền so một chút, cho tôi xem, lời đồn đãi này có thật hay không. Lý Tam gia cười nói. Tôi không muốn động thủ cùng ông, lỡ ông bị thương thì không tốt. Nhiếp Vô Danh nói. Ha ha, Lý Tam gia, bọn họ là bọn thần kinh, không cần quản bọn họ là ai, giết hết đi. Khóe miệng bác sĩ Khô Lâu nổi lên một tia tàn nhẫn. Được, Lý Tam gia gật đầu, chợt cánh tay phải giơ lên, lóe lên một chưởng. Một giây tiếp, chỉ thấy một chưởng của Lý Tam gia đánh vào bụng của Nhiếp Vô Danh. Lập tức, Nhiếp Vô Danh bỗng ngừng nói, theo bản năng nhìn bụng dưới mình. Ồ, trong mắt Lý Tam gia nổi lên tia kinh ngạc, tiểu tử này, không có việc gì. Ông, vừa mới có phải đánh tôi hay không? Nhiếp Vô Danh chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía lão giả, chỉ nhìn một cái, phảng phất có thể đem người ta vào hầm băng. Chương 780, anh rất lợi hại. Khuôn mặt Nhiếp Vô Danh lạnh nhạt thờ ơ, đôi mắt không chút nào dao động. Đội trưởng, là ông ta đánh anh đấy. Nhất Chi Hoa vội mở miệng. Lý Tam gia giọng lạnh lùng quát một tiếng, lại một chưởng đánh vào bụng Nhiếp Vô Danh, lần này, ông dùng lực đạo toàn thân. Nhưng mà, để cho Lý Tam gia khó tin, người đàn ông trước mắt này không tránh né chưởng của mình, lại trực tiếp nhận chưởng nhưng không có một chút hao tổn nào. Ông, thực sự muốn chết, trong mắt Nhiếp Vô Danh lộ ra hàn quang. Không ai thấy anh ta ra động tác như thế nào, một giây sau là giữ lấy cổ của Lý Tam gia. Lực đạo to lớn như vậy làm cho Lý Tam gia không có cơ hội phản kháng. Người sát thủ nổi danh lừng lẫy ở trong tay Nhiếp Vô Danh thì như một đứa trẻ sơ sinh, bị Nhiếp Vô Danh một tay bóp cổ, nhấc khỏi mặt đất. Chỉ thấy sắc mặt Lý Tam gia đỏ lên, cặp mắt tràn đầy tia máu, hai tay điên cuồng đánh vào người Nhiếp Vô Danh. Một chiêu thức này nếu là người bình thường chỉ sợ trong nháy mắt bị đánh chết. Chỉ là rơi vào người Nhiếp Vô Danh thì không có hề hấn gì. Chuyện này, lão giả lính đánh thuê nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, mặt đầy chấn động, thực lực của Lý Tam gia trong lòng ông rõ ràng, coi như cả bọn ông cùng tiến lên, cũng chưa chắc đánh lại, nhưng trong tay người trẻ tuổi này lại không có một chút sức lực đánh trả nào. Anh tìm chết, lập tức, bác sĩ Khô Lâu trong tay cầm dao mổ hướng Nhiếp Vô Danh phi tới. Nhưng mà, cho chưa tới gần người, dao giải phẫu đã bị Nhiếp Vô Danh bắt lấy. Có ý tứ, Nhiếp Vô Danh nhìn bác sĩ Khô Lâu một cái, chợt thu hồi ánh mắt. Tôi vốn không muốn gây chuyện, nhưng các người không biết thế nào là giới hạn. Nhiếp Vô Danh nói xong, trong lòng bàn tay phát lực. Cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng, rắc, âm thanh tiếng xương vỡ vang lên. Mọi người trợn to mắt, chỉ thấy cái cổ của Lý Tam gia, trong nháy mắt bị Nhiếp Vô Danh bóp nát. T. Tình cảnh này, để cho mọi người hút khí lạnh. Mới vừa rồi mọi người còn hoài nghi nhóm người này có phải Tử Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết hay không. Mà giờ phút này, mọi người cũng vẫn còn hoài nghi, Tử Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết có kinh khủng như vậy không? Bạch, cánh tay Nhiếp Vô Danh vung lên ném thi thể Lý Tam gia bay hơn 100 mét ra ngoài. Sau đó Nhiếp Vô Danh chuyển hướng đi về phía bác sĩ Khô Lâu. Anh, giờ phút này, sắc mặt bác sĩ Khô Lâu có chút bối rối. Đã nhiều năm, không có người nào dám động thủ với tôi rồi. Nhiếp Vô Danh nhìn bác sĩ Khô Lâu kia lạnh lùng nói. Nhìn cơn tức giận của Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ trố mắt nhìn nhau. Cũng coi như mấy người kia không có mắt dám ra tay với đội trưởng bọn họ, có một câu nói rất đúng, có mắt không biết Thái Sơn. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, sắc mặt kinh ngạc, võ công của Nhiếp Vô Danh cao đến thế. Nhất là vừa nãy khí thế của Nhiếp Vô Danh khủng bố như vậy. Trên trán Diệp Oản Oản chảy ra mồ hôi lạnh, vẫn là Nhiếp Vô Danh mà cô nhận biết sao, khí lực vượt qua cả giới hạn của con người. Anh, lại đây. Lúc này Nhiếp Vô Danh nhìn về phía bác sĩ Khô Lâu cười nói. Anh, muốn như thế nào, bác sĩ Khô Lâu cau mày, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Vèo, đột nhiên, chỉ nghe một âm thanh xuyên khắp toàn trường. Một giây kế tiếp, toàn trường yên tĩnh như chết. Chỉ thấy Nhiếp Vô Danh không nói lời nào. Xuất ra một trường. Bác sĩ Khô Lâu không biết phát sinh chuyện gì, cả người đã bay mấy trăm mét. Ầm ầm, thân thể của người đàn ông đã đụng nát một cái cột trong nhà xưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 781, không có khống chế lực đạo.
Tình huống này, trong mắt mọi người như là gặp quỷ. Người gọi là Chu lão đại trợn mắt há hốc mồm, người kia khoác một bộ da quái vật sao? Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới, Diễn Tử Vong Hoa Hồng lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, ở nơi như thế này đội trưởng nhà bọn họ ít khi nghiêm túc như vậy. Rất nhanh, khói xám tản đi, bộ dáng của bác sĩ Khô Lâu giống như đã chết rồi. Vào giờ phút này, sắc mặt Chu lão đại trắng bệch, đối với đám người tự nhiên xuất hiện ra này, cũng không còn hoài nghi, nhất định là Tử Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết. Chu lão đại tự nhiên cũng biết Tử Vong Hoa Hồng tồn tại, chỉ bất quá, không biết Tử Vong Hoa Hồng lại cường đại như vậy, tùy tiện một người liền có thể đem Lý Tam gia và bác sĩ Khô Lâu đánh chết. Bất kể là Lý Tam gia hay bác sĩ Khô Lâu là sát thủ nổi danh thực lực mạnh mẽ, nhưng khi gặp Tử Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết, vẫn không có sức đánh trả, giống như đứa trẻ mới sinh. Lúc này, Nhiếp Vô Danh nhìn về đống đổ nát, quan sát bác sĩ Khô Lâu bị anh một trưởng đánh chết kia. Không không chế lực đạo, ra tay có chút nặng, trong miệng Nhiếp Vô Danh lẩm nhẩm. Nghe lời ấy của Nhiếp Vô Danh, trên mặt Thần Hư đạo sĩ và ngoại quốc rời gạch là điệu bộ vẻ mặt có quỷ mới tin. Rõ ràng là ngứa ngáy chân tay, vậy mà lại nói như đường đường chính chính như thế. Lúc này, lão giả lính đánh thuê và mọi người nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, sắc mặt rất kinh ngạc. Tử Vong Hoa Hồng, bọn họ đều nghe qua, cũng như thủ lĩnh của Tử Vong Hoa Hồng là Hắc Quả Phụ Thân thủ cũng không kinh khủng như vậy, mà hiện nay, tùy tiện một thành viên của Tử Vong Hoa Hồng, cũng cho thấy lực chiến đấu kinh khủng như vậy, khiến cho mọi người đều run rẩy. Anh Cường, người kia mạnh lắm sao? Người đàn ông tóc dài nhìn về phía người có râu phía trước nói. Nghe người tóc dài đặt câu hỏi, người có râu yên lặng chốc lát, lập tức nói, cục cưng, vậy coi là cái gì, em đã nhìn qua bộ dáng nghiêm túc của anh Cường. Để anh nói cho em biết, nếu như anh Cường nghiêm túc, mạnh hơn tên kia nhiều, phỏng chừng tên kia chỉ bằng một nửa của anh Cường. Nghe lời người có râu, vẻ mặt người tóc dài đầy sùng bái, anh Cường, anh thật sự lợi hại, em cảm thấy thật hạnh phúc. Ha ha, đó là đương nhiên, cục cưng, để anh Cường nói cho em biết, nếu như không phải người kia ra tay quá nhanh liền đem Lý Tam gia và bác sĩ Khô Lâu kia đánh chết, em cho rằng anh Cường anh không đánh lại sao? Anh Cường anh cho đến bây giờ chưa từng nói khoác. Người có râu cười lạnh một tiếng. Ta phi, cái đồ chém gió này, vẫn còn khoác lác đây, mập mạp nhìn người có râu nói. Bọn họ đội ngũ lính đánh thuê, có khả năng chết nhất có lẽ là người có râu này đi. Diệp Oản Oản che giấu khóe miệng, nhìn về phía Chu lão đại, lạnh lùng mở miệng, cái nhóm lính đánh thuê này, tôi muốn mang đi, ông có ý kiến? Không có không có không có, không ý kiến, hoàn toàn không có bất cứ ý kiến nào. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Oản Oản, Chu lão đại như gặp quỷ lắc đầu liên tục. Dù sao lời của người phụ nữ này là Hắc Quả Phụ của Tử Vong Hoa Hồng, là lão đại biến thái. Một tên thuộc hạ đã đáng sợ như vậy, Hắc Quả Phụ, thì sẽ kinh khủng như thế nào? Chương 782, Nam Sủng của Nữ Vương. Chu lão đại nuốt nước miếng, yếu ớt mở miệng, vậy, tôi, chúng tôi có thể đi được chưa? Diệp Oản Oản nhẹ vuốt ngón tay, chậm. Mồ hôi trên trán Chu lão đại nhỏ xuống, còn có chuyện gì sao? Hôm nay, ông thấy được gì? Diệp Oản Oản hỏi. Đầu tiên Chu lão đại ngẩn người, sau đó vội mở miệng nói, tôi không thấy cái gì. Người nào cũng không thấy. Diệp Oản Oản nghe vậy, lúc này mới giơ tay lên một cái. Đám người Chu lão đại lập tức chạy té khói. Lúc đầu Diệp Oản Oản còn tưởng phải nhắc nhở một chút, không nghĩ tới Nhiếp Vô Danh phát huy vượt sức bình thường, trực tiếp đảo lộn toàn trường. Đem những người đó thu thập. Sau khi những người đó đi, Diệp Oản Oản nhìn về phía nhóm người lính đánh thuê nói, các người, đều cùng theo tôi. Nhóm người trố mắt nhìn nhau, còn chưa từ sống sót sau tai nạn tỉnh lại, nghe được câu này, nhất thời toàn bộ ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp. Ây, cái gì, cùng, đi theo cô, đầu tiên người đàn ông tóc dài ngẩn ra một giây, sau đó đầu đâm vào ngực người có râu, anh Cường, em không phải là bị bắt làm nam sủng a. Người có râu lập tức đứng dậy, muốn bắt liền bắt tôi đi. Diệp Oản Oản. Rốt cuộc ai cho các anh dũng khí? Ghía chị nhan sắc của mình tệ đến vậy sao? Nhất Chi Hoa lớn tiếng trách mắng, càn rỡ, chỉ bằng thứ không đứng đắn các người muốn làm nam sủng của nữ vương chúng tôi. Thần Hư đạo sĩ gật đầu, tệ nhất nhan sắc cũng phải cỡ tôi còn tạm được. Mập mạp yếu ớt mở miệng, vậy thì vì cái gì? Lúc này, sắc mặt lão giả âm trầm mở miệng nói. Dám hỏi phu nhân, chẳng lẽ phu nhân vì nhóm hàng kia? Xin phu nhân minh xét,
Lúc đầu chúng tôi nhận tờ danh sách này từ Thanh Hồng Bang, cho tới nhóm hàng kia, hơn nữa thuận lợi đưa đến, ai ngờ người cháu trai của họ nói chúng tôi âm thầm nuốt riêng số hàng này, đổ cho chúng tôi, làm chúng tôi bị đuổi giết. Sự tình đã rõ ràng, thần sắc Diệp Oản Oản thản nhiên mở miệng, hiện tại, tôi cho các ông hai lựa chọn, thứ nhất, phục tùng tôi, nghe theo mệnh lệnh của tôi đảm bảo các người không có việc gì. Thứ hai, tôi tin tưởng, các người sẽ không muốn chọn cái thứ hai này. Một, mập mạp đảo tròng mắt một vòng, lập tức đưa ra lựa chọn. Lựa chọn thứ hai nhất định là, chết còn cần chọn sao? Bây giờ bọn họ không phải vừa ra khỏi chỗ chết, còn được gia nhập tổ chức tử vong hoa hồng trong truyền thuyết, đây quả là trời cho, dĩ nhiên đồng ý. Bốn người còn lại nghe vậy, cũng phấn chấn. Bởi vì bị hãm hại, bọn họ bị tổ chức khai trừ, bị đồng đạo đuổi giết, đã sớm không có đường đi. Mục đích lần này thành công hơn so với dự tính của cô. Sau khi trở về, Diệp Oản Oản để cho Phong Huyền Diệp và Thập Nhất sắp xếp cho họ, sau đó tính toán tiền cho nhóm người nhiếp vô danh. Thần hư đạo sĩ không nhịn được hỏi, ông chủ, người giả mạo tử vong hoa hồng như vậy, không sợ bị vạch trần sao? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nhìn anh ta, ai nói tôi là giả mạo? Thần hư đạo sĩ, à, có ý gì? Diệp Oản Oản, tử vong hoa hồng là bởi vì bịa đặt, không phải sao? Thần hư đạo sĩ, quả thật như thế. Diệp Oản Oản, nếu như tử vong hoa hồng cũng không tồn tại, cũng không có ai tận mắt thấy, vì sao tôi không thể là tử vong hoa hồng? Thần hư đạo sĩ, cái này cũng được. Nhất chi hoa, ừ, ông chủ quả nhiên cao kiến. Là người làm đại sự. Chương 783, tiểu ma đầu lại đổi trò gian. Ngày thứ hai, ông chủ Lâm Lang các Vạn Hạc Vân nhiệt tình mời Diệp Oản Oản ăn bữa cơm, vì đã giúp bọn họ. Bây giờ tin tức Lâm Lang các gia cực phẩm đế vương lục đã truyền khắp nơi, thanh danh truyền lớn. Hoàng thế hâm chính là đang cùng Hầu Mậu Phong cấu xé, nếu không phải Hầu Mậu Phong ngăn cản, đáng lẽ là Hoàng thế hâm mua nhóm đá kia của Vạn Hạc Vân. Vạn Hạc Vân đem khoản tiền mua nguyên thạch của Diệp Oản Oản tất cả đều dùng để chọn mua nguyên thạch, không tới hai ngày đều bị khách hàng giành mua sạch. Thực sự đây là thời cơ xoay chuyển rồi, nhóm nguyên thạch này ra không ít thứ tốt, từ đó Lâm Lang các được người xưng hô quỷ phường. Diệp tiểu thư, nếu không có cô, Lâm Lang các của tôi sợ đã không còn, Vạn mẫu kính cô một ly. Vạn Hạc Vân cảm khái không thôi nâng ly nói. Ông chủ Vạn khách khí, tôi không uống rượu, liền lấy trà thay rượu thôi. Chúc ông chủ Vạn làm ăn thịnh vượng. Cảm ơn lời chúc của Diệp tiểu thư. Vương Hỗ một bên cười nói, từ khi Diệp tiểu thư đến cửa hàng chúng tôi mở ra được đế vương lục, cửa hàng chúng tôi liền đổi vận, Diệp tiểu thư cô là phúc tinh, chúng tôi đều được hưởng lây. Sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người trở về khách sạn. Diệp Oản Oản đi vào trong phòng, cùng 5 người nói chuyện. Bên này đang nói chuyện. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên hơn nữa còn là cuộc gọi video. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, đội trưởng Nhiếp, điện thoại của anh, sao không nhận? Nhiếp vô danh xanh mặt, nắm tóc đi quanh phòng, trời ạ, tình huống gì? Cái này tần suất không đúng nha, ngày hôm trước tiểu ma đầu không phải mới gọi sao? Làm sao lại gọi nữa? Bốn người khác rối rít nhìn nhau, sau đó rúc vào trong góc như không tồn tại. Nhiếp vô danh làm tư thế khẩn cầu. Sau đó mới đưa tay bắt máy, sau đó một hơi nói, chưa tìm được ba mẹ của con, nhưng cậu nhất định sẽ tìm được trong thời hạn cho con, nếu không cậu sẽ vung đao tự hoạn. Khẩn trương cái gì, con chỉ muốn nhìn cậu một chút. Bên đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh của tiểu ma đầu. Ây, nhất thời Nhiếp vô danh nuốt nước miếng, muốn nhìn mình một chút. Mới nghe được cái gì đây? Một mình cậu, đầu điện thoại bên kia tiểu nha đầu nhìn lướt qua sau lưng hỏi. Không có, mấy người bọn họ đều ở đây, Nhiếp vô danh có chút hoang mang. Ừm, mặt tiểu nha đầu không thay đổi gật đầu, sau đó hỏi một câu, cậu ăn tối rồi sao? Lúc này Nhiếp vô danh sợ đến mức chút xíu nữa ném điện thoại ra ngoài, tiểu ma đầu có thể hỏi thăm mình. Cái đệt, rốt cuộc tiểu tổ tông muốn làm cái gì? Nhiếp vô danh lại không dám cúp điện thoại, chỉ có thể nói, ăn rồi, tổ tông a, còn có chuyện gì? Không thể cùng cậu tán gẫu chút sao? Chỉ thấy bên kia video tiểu ma đầu mím môi, thần sắc lãnh đạm, bộ dáng giống muốn cùng người nói chuyện. Phương thức hành hạ người của tiểu ma đầu, lại đổi rồi hả? Nhiếp vô danh bị giày vò thiếu chút nữa điên rồi, có thể. Anh không muốn cùng tiểu ma đầu nói chuyện chút nào được không?
Một bên Diệp Oản Oản thấy Nhiếp Vô Danh chậm chạp không cúp điện thoại, ho nhẹ một tiếng, mở miệng đi tới, đội trưởng Nhiếp, nếu không có chú ý huyện gì, tôi đi trước nha. Nhiếp Vô Danh vội mở miệng, ô, được được. Lúc Nhiếp Vô Danh nói chuyện với Diệp Oản Oản, điện thoại lúc lắc, tiểu ma đầu thấy Diệp Oản Oản thoáng qua video một cái. Sau khi Diệp Oản Oản đi, Nhiếp Vô Danh tiếp tục đối phó tiểu ma đầu nhà mình, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Nói xong, ba, một tiếng điện thoại treo. Vẻ mặt Nhiếp Vô Danh nghẹn khuất. Chương 784, đứa bé nhà tôi rất tốt. Đêm khuya, Tiết Lệ đang cùng với Tần Nhược Hy trò chuyện video. Đúng, thật xin lỗi, Tổng Giám Tần, sự việc thất bại. Thật ra chuyến đi Myanmar lần này của bọn họ coi như bị Diệp Oản Oản đoạt công lao, cô ta tại công ty cũng không có vững. Tần Nhược Hy chưa từng nghĩ nhóm hàng kia có vấn đề, mà cô ta tùy tiện mua một nhóm nguyên thạch rác rưởi, ngược lại ra cực phẩm đế vương lục. Hiện tại toàn bộ công ty đều đang thảo luận chuyện này, nói ngộ nhỡ Tần Nhược Hy đi, hoặc mua món hàng Tần Nhược Hy đặt thì khẳng định bây giờ đã mất hết vốn liếng rồi. Mặc dù mọi người đều biết đổ thạch đều dựa vào vận may, nhưng lại để cho người phụ nữ này thông qua nhiệm vụ bước đầu đứng vững tại công ty, thật sự là hỏng bét. Đáng chết, sao vận khí của người phụ nữ kia tốt vậy chứ? Bên cạnh Nguyên Sinh cắn răng nói. Sắc mặt Tiết Lệ âm trầm nói, thời gian còn dài mà, tôi cũng không tin mỗi lần cô ta đều dựa vào vận khí. Đáy mắt Tần Nhược Hy luôn chấn định, giờ phút này âm thầm lên xuống. Còn người Nguyên Sinh chuyển động, tiến đến trước mặt Tần Nhược Hy nói, khụ, Nhược Hy tiểu thư, có đôi lời, tôi không biết nên nói hay không. Tần Nhược Hy, nói. Nguyên Sinh mở miệng nói, thật ra thì, tính tình cửu gia cũng coi như lạnh, dù sao cũng là đàn ông, mọi thứ của Nhược Hy tiểu thư đều mạnh hơn con hồ ly tinh kia. Dựa vào cái gì mà nó đoạt được vui vẻ của cửu gia, còn không phải cô ta tranh sủng sao? Bám dính người, cho nên, Tần Nhược Hy miệng nhếch lên lãnh ý, cho nên, ý của anh, là để cho tôi học hỏi cô ta, đến trước mặt A Cửu tranh sủng. Đầu bên kia video lúc này Tiết Lệ giận dữ, làm càn. Nguyên Sinh, cậu cho Nhược Hy tiểu thư là người như thế nào, giống người phụ nữ bị ổi kia sao? Nguyên Sinh nóng nảy, vội giải thích, không, không đúng. Tôi làm sao có loại ý nghĩ này? Nhược Hy tiểu thư là chủ mẫu tương lai Tư gia, tại sao lại có thể giống như cô ta được? Tôi đây không phải là quá lo lắng, sợ tâm của cửu gia và Nhược Hy tiểu thư bị con hồ ly tinh kia ly gián sao? Sắc mặt Tiết Lệ vẫn tức giận, cô ta được cưng chiều như thế nào bất quá chỉ là chơi đùa thôi. Được rồi chớ ồn ào, tôi tự có chừng mực, Tần Nhược Hy cắt đứt cãi vã của hai người nhìn về Tiết Lệ nói, A Cửu thích dạng gì, cần cho anh ấy dạng gì, tôi cần anh dạy sao? Ánh mắt Tiết Lệ lóe lên một cái sau đó vội mở miệng, tôi hiểu được. Chấm. Ngày thứ hai, sân bay. Tối hôm qua Nhiếp Vô Danh bị cuộc gọi video khó hiểu kia dày vò đến không ngủ được, trước khi sắp chia tay kéo Diệp Oản Oản cầu cứu. Em gái hữu danh, tính mạng của tôi đều ở trên tay cô phải đáp ứng giúp tôi đấy. Diệp Oản Oản nào biết, anh ta lại nghiêm túc. Nhưng mà, nhìn bộ dáng này của anh ta, lại không tiện cự tuyệt. Dù sao lần này cũng là họ giúp đỡ mình. Chẳng qua là giúp trông đứa bé thôi mà, chắc không có chuyện gì chứ. Diệp Oản Oản bất giác dĩ mở miệng, tôi nhất định phải nói trước, tôi sẽ không chỉ một mình nuôi toàn bộ. Nhiếp Vô Danh lập tức mở miệng, không có việc gì, không có việc gì, đứa trẻ nhà tôi rất dễ nuôi. Thần hư đạo sĩ, đội trưởng, tôi thấy anh không thể làm người như vậy, hết chỗ nói. Nhất Chi Hoa, khụ khụ, đội trưởng. Lần này tôi thấy anh quá tào lao rồi. Ngoại quốc rời gạch, tốt, nuôi. Năng lực tiếng Trung của tôi có vấn đề. Băng Sơn Nam. Chương 785, cô chiếm được tiện nghi sao? Đi sang một bên, Nhiếp Vô Danh tức giận đuổi mấy người đi, em gái hữu danh, cô đừng nghe bọn họ nói bậy. Một đứa bé thôi, có thể khó bao nhiêu chứ? Diệp Oản Oản nhớ thằng bé mặt mày sáng lạng trong video, yêu cầu tôi nuôi bao nhiêu lâu? Nhiếp Vô Danh nghe thấy lời Diệp Oản Oản đáp ứng, quả thật kích động đến rơi lệ, tôi đây chỉ là kế hoãn binh, tranh thủ một chút thời gian để tìm thôi, chờ tôi tìm được ba mẹ nó là được. Nếu như không tìm thấy thì sao? Cô cũng không thể giả mạo cả đời. Làm sao có thể, em gái hữu danh, cô không tin tưởng năng lực của tôi sao? Nếu thật sự không tìm thấy, tôi liền nói với cháu tôi là nhận nhầm người, đến lúc đó cô có thể rút lui đúng không? Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Oản Oản. Nhiếp Vô Danh, em gái hữu danh, cô làm người tốt làm đến cùng. Diệp Oản Oản,
giả làm mẹ của cháu anh tôi không thể tự quyết định, anh hãy chờ tin tức của tôi. Tôi phải thương lượng với bạn trai trước. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, được, không thành vấn đề, tôi chờ tin tức tốt của cô. Sau khi thương lượng xong, Diệp Oản Oản cùng đám người Nhiếp Vô Danh chia tay rời đi. Mới vừa bước chân đi, điện thoại của Diệp Oản Oản vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến là Diệp Mộ Phàm, trên mặt Diệp Oản Oản lộ ra ấm áp, nhận điện thoại, alo, anh. Sau lưng, Nhiếp Vô Danh nghe được tiếng, anh, này, không khỏi dừng bước chân. Has, đến khi nào anh có thể nghe được em gái nhà anh gọi một tiếng anh ấy đây? Oản Oản, em chơi đủ chưa? Gần đây bên Trừ Hồng Quang thường xuyên có hành động, có cái gì không đúng, Cung Húc bên này thừa dịp em không có mà sao nhãng, em có quản hay không, còn nữa, em có phải hay không quên tháng này còn phải đi đến nhà ông bà nội, lễ vật anh đã chọn xong, rốt cuộc lúc nào em trở lại. Diệp Oản Oản mới vừa tiếp điện thoại, thì truyền đến tiếng ai oán của Diệp Mộ Phàm bên kia đầu dây. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nghe Diệp Mộ Phàm nói làm nhảm, đừng thúc giục, em đã ở sân bay, ok. Hừ. Chơi vui vẻ không? Diệp Mộ Phàm hừ hừ mở miệng. Diệp Oản Oản nhíu mày, không tệ a, rất vui vẻ. Âm thanh của Diệp Mộ Phàm cao hơn một phần, tiểu tử kia có phải chiếm tiện nghi của em rồi? Diệp Oản Oản, cho anh một cơ hội đặt câu hỏi lần nữa. Diệp Mộ Phàm, em chiếm được tiện nghi sao? Diệp Oản Oản, người ta là người đứng đắn, rất thận trọng, nào để bị em chiếm tiện nghi như vậy? Diệp Mộ Phàm nghe vậy trong nháy mắt sù lông, đệt. Bằng cái gì không dễ dàng, em gái anh tất cả mọi thứ đều tốt có gì mà cậu ta còn không cho chiếm. Diệp Oản Oản, cho nên, rốt cuộc là anh muốn em chiếm được hay là không chiếm được? Diệp Mộ Phàm, đối với vấn đề này Diệp Mộ Phàm cũng không biết làm sao. Chấm chấm. Sau mấy tiếng, máy bay đến sân bay Đế Đô. Vì muốn cho Tư Dạ Hàn một niềm vui bất ngờ, Diệp Oản Oản lừa gạt Tư Dạ Hàn mình đêm khuya mới đến. Thật ra thì cố gắng mua vé sớm. Mọi người cực khổ, chia nhau hành động đi, tôi về Cẩm Viên một chuyến, báo cáo tình hình với Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản mở miệng. Diệp tiểu thư cực khổ rồi, mấy chuyên gia giám định rối rít mở miệng. Chuyến đi này, thái độ ba người đối với Diệp Oản Oản đã thay đổi không nhỏ. Sau lưng, Tiết Lệ nhìn thấy Diệp Oản Oản rời đi, ung dung gọi một cú điện thoại, Diệp Oản Oản trở về Cẩm Viên rồi, đúng, bây giờ có thể đi qua. Chương 786, bên trong có phụ nữ. Đột nhiên Diệp Oản Oản nhận được một tin nhắn ngắn. Là người mà rất lâu không có liên lạc Tư Hạ gửi tới, nhắc nhở cậu đen rồi. Đen cái gì, cô cảm thấy mình rất đỏ nha. Mặt Diệp Oản Oản đầy hoài nghi, vì vậy nhắn trở lại có ý gì? Tư Hạ, ý trên mặt chữ. Diệp Oản Oản, cái quỷ gì? Tư Hạ không có đáp lại. Diệp Oản Oản không có suy nghĩ nhiều, đi về Cẩm Viên. Ban đêm, Cẩm Viên. Hứa Dịch cảm thấy đau đầu, chi nhánh công ty đột nhiên cho người đưa qua cho Cửu gia một phần văn kiện tương đối khẩn cấp. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, không có cái gì kỳ quái, Cửu gia đã nói thiết kế đó phải làm tốt, sau khi làm xong thì lập tức đưa cho anh bất kể thời gian. Nhưng vấn đề là, người đưa thiết kế có chút không giống bình thường. Nữ thư ký khuôn mặt đẹp, vóc người tốt, hiện tại bởi vì đã tan làm, nên ăn mặc hơi có chút bình thường. Phong cách ăn mặc rất giống Diệp Oản Oản, thậm chí khuôn mặt còn có mấy phần giống. Đây là muốn, gây chuyện a? Hứa Dịch hơi suy tư, đại khái liền biết chuyện gì xảy ra. Sau khi Cửu gia tiếp nhận gia chủ, nhét người vào bên cạnh ngài ấy cũng không phải ít, sau đó bởi vì Cửu gia tính tình nóng nảy, chán ghét phụ nữ đến gần, họ mới thu bớt tâm tư. Bây giờ bởi vì gần đây Diệp Oản Oản tiểu thư điều dưỡng, tính tình Cửu gia ôn hòa hơn nhiều. Cộng thêm Diệp Oản Oản tiểu thư tồn tại, tin đồn Cửu gia không gần nữ sắc bị phá hủy, một số người lại dục dịch. Hứa Dịch vừa nghĩ vừa nhìn về phía thư phòng sau lưng, lần này những người này bỏ ra vốn rất lớn rồi. Cũng chịu họ có thể tìm ra người như vậy đưa tới. Cho là Cửu gia thích loại hình này, nên tìm một người giống Diệp Oản Oản tiểu thư mang tới. Tôi đã về rồi. Âm thanh Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên từ hướng cầu thang truyền đến. Đang suy nghĩ xuất thần Hứa Dịch trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán. Đệt, chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản tiểu thư không phải ban đêm mới lên máy bay sao? Làm sao lúc này thì trở về? Trong lúc Hứa Dịch hoảng hốt, Diệp Oản Oản đã bước lên cầu thang đi về hướng thư phòng. Cô gái mặc áo đầm màu đỏ nhạt, đi giày cao gót màu trắng,
bên ngoài phủ một cái áo khoác lông dê màu ngà sữa, tóc dài xõa đầu vai, cả người thoạt nhìn ngọt ngào động lòng người. Mặc dù phong cách ăn mặc của cô gái trong phòng nhìn như giống Diệp Oản Oản như đúc, nhưng Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản phía sau thì mới biết chênh lệch cái gì. Nếu như nói Diệp Oản Oản là giọt sương hoa hồng dưới ánh trăng thì cô gái kia giống như bao ni lông bọc hoa giả. Trợ lý Hứa, A Cửu đâu? Thấy Diệp Oản Oản chạy đến thư phòng, mồ hôi trên trán Hứa Dịch chảy xuống, vội vàng vì ông chủ nói chuyện, Cửu gia đang ở bên trong xử lý công việc, Diệp Oản Oản tiểu thư đi đường cực khổ, không thì đi trong sân uống trà chờ một chút. Ồ, đang bận à, mặt Diệp Oản Oản có chút tiếc nuối, sau đó thuận miệng hỏi, tại sao phải đi trong sân uống trà? Đương nhiên là sợ Diệp Oản Oản tiểu thư đi vào trong sẽ không cẩn thận thấy cái không nên thấy. Mặc dù ông chủ của mình là mắt mù, nhưng lỡ cô gái kia gây ra cái gì thì sao? Làm sao mà trùng hợp như vậy, thư lý kia chân trước bước vào chân sau Diệp Oản Oản tiểu thư về đến nhà rồi hả? Chương 787, bị đen. Hứa Dịch vắt hết óc nói, ách, bởi vì hoa hướng dương trong sân nở rất đẹp, hạt dưa gần đây ra quả, cô có thể vừa uống trà vừa ngắm hoa. À, nhưng mà tôi nghĩ muốn ông chủ của anh rồi, tôi ở nơi này chờ một chút, còn bao nhiêu lâu nữa anh ấy kết thúc? Diệp Oản Oản hỏi. Hứa Dịch lệ rơi đầy mặt, cái này cũng không rõ, có thể là rất lâu, cho nên Diệp Oản Oản tiểu thư cô đi nghỉ ngơi chút đi. Thật ra lời của Hứa Dịch không có vấn đề nhưng Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ đến tin nhắn kia của Tư Hạ. Hứa Dịch, có phải anh có chuyện lừa tôi phải không? Diệp Oản Oản hỏi. Hứa Dịch, không có. Thấy Hứa Dịch trả lời nhanh như vậy, hai con ngươi Diệp Oản Oản híp lại, bên trong có cái gì? Ánh mắt Diệp Oản Oản làm cho Hứa Dịch bị áp bức, Hứa Dịch có chút không chịu được, không có gì cả. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, a, chẳng lẽ, là phụ nữ sao? Trong lòng Hứa Dịch lộp bộp một tiếng, lập tức nói, làm sao có thể có phụ nữ? Không phải, ý của tôi là, bên trong có thư ký nữ đang báo cáo công việc, bất quá không phải là ý của cô. Diệp Oản Oản, ồ, anh nói một chút, ý của tôi là loại ý tứ nào? Hứa Dịch, xong rồi, càng giải thích càng loạn. Cho nên, câu của Tư Hạ nói cô đen rồi, là ý tứ đó sao? Diệp Oản Oản quét qua Hứa Dịch một cái, tránh ra. Hứa Dịch vội giải thích, Diệp Oản Oản tiểu thư, cô ngàn lần chớ hiểu lầm, cô gái bên trong có chút vấn đề, tôi sợ cô thấy lại hiểu lầm, nên mới vừa rồi ngăn cản cô, nhưng cô phải tin Cửu gia không có khả năng làm chuyện đó. Vẻ mặt Diệp Oản Oản có chút hòa hoãn, tôi không hiểu lầm, chẳng qua là để cho anh tránh ra một chút thôi, anh khẩn trương cái gì? Thực sự, thấy vẻ mặt Diệp Oản Oản cũng không có vẻ tức giận Hứa Dịch do dự, tránh qua bên cạnh. Một giây kế tiếp, một tiếng vang thật lớn. Cửa thư phòng trực tiếp bị đạp ra. Hứa Dịch, nói không có hiểu lầm đây. Hứa Dịch trợn mắt há mồm thấy Diệp Oản Oản mặc váy hoa đạp trên giày cao gót đi tới, sau đó cánh cửa đổ ập xuống, sau đó đạp qua cánh cửa, không nhanh không chậm đi vào. Sau khi cửa bị đổ, Diệp Oản Oản nhìn thấy rõ tình huống trong phòng. Tư Dạ Hàn ngồi trước bàn đọc sách, đang xem một chồng tài liệu, bất quá có thể nhìn ra người đàn ông sắc mặt không yên. Cứ liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại. Trước bàn sách, có một cô gái khả ái ngọt ngào đứng cách mấy bước đang ôn nhu báo cáo cho Tư Dạ Hàn cái gì. Cô gái ăn mặc giống mình như đúc, liền thần thái cũng có mấy phần tương tự. Diệp Oản Oản thấy cô gái kia trong nháy mắt biến sắc. Nghe được tiếng vang ở cửa, cô gái kia hét chói tai, a. Đi ra ngoài, Diệp Oản Oản cũng không có nhìn cô gái kia một cái, bỏ lại ba chữ sau, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Tư Tổng, chuyện này, cô gái hướng về Tư Dạ Hàn ánh mắt ủy khuất. Cạnh cửa Hứa Dịch cho cô gái kia nháy mắt, thư ký Lâm, còn không mau đi ra, trợ lý Diệp có chuyện đặc biệt cùng Cửu gia nói chuyện. Cô gái kia không cam lòng lui ra ngoài. Trong nháy mắt khi Tư Dạ Hàn nhìn thấy Diệp Oản Oản, u ám trong mắt nhất thời sáng lên, như ngôi sao rơi xuống, nhất thời ánh mắt khóa trên người cô, trở về rồi. Diệp Oản Oản, phản ứng của người này có phải không đúng chỗ nào hay không? Đạp cửa, cô vừa nãy đạp cửa rồi. Đạp cửa a. Chương 788, cô khi nào thì câu dẫn anh? Cô đạp cửa tiến vào. Phản ứng của anh có thể bình tĩnh đến thế, không phát hiện cô đang tức giận hay sao? Không phải đến tối mới bay về sao? Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Oản Oản đi tới từng bước đến trước bàn làm việc, ba, đưa bàn tay vỗ lên bàn làm việc, làm sao? Em về trước thời gian,
làm hư chuyện tốt của anh, làm anh thất vọng rồi. Tư Dạ Hàn không hiểu, cái gì? Diệp Oản Oản xù lông, anh còn giả bộ. Cô gái kia, ai tiến cống cho anh? Trò chuyện giữa đêm rất thoải mái đúng không? Con người Tư Dạ Hàn u ám, cô gái. Diệp Oản Oản thấy anh bộ dáng như cái gì cũng không biết, thiếu chút nữa tức chết, đúng là thư ký vừa nãy. Cô gái kia ăn mặc, vóc dáng đến kiểu tóc đều bắt chước giống em. Tổng thể cũng có ba phần tương tự. Không cần nói cho em là anh sẽ không nhìn ra cô gái này là có người cố ý sắp xếp cho anh. Tư Dạ Hàn lập tức trả lời, không có. Diệp Oản Oản giận đến nghẹn một cái, lần nữa dùng sức vỗ bàn, lừa quỷ à. Lúc nãy cô gái kia giọng nói ngọt ngào, mị nhãn đều đưa ra, anh còn không biết cô ta đang câu dẫn anh. Tư Dạ Hàn bình tĩnh liếc Diệp Oản Oản mấy giây. Cô gái giận đến hai gò má ửng đỏ, đáy mắt như hỏa thiêu, ánh mắt sinh động sáng sủa, đẹp đến chấn động lòng người. Cảm xúc của anh lúc này là... Cô đây là đang, tức giận. Tại lúc Diệp Oản Oản tức giận, Tư Dạ Hàn chậm rãi đưa tay, giữ sau ót cô, sau đó hướng môi cô ép lại. Đột nhiên bị hôn Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, mặt tức giận, dùng sức thở phì phò đẩy người kia ra, không đẩy ra được, vẫn bị khóa trước ngực người đàn ông, vì vậy cả giận, anh làm gì vậy? Lại nói, cô đang tức giận có được không? Có thể nghiêm túc một chút có được không? Ánh mắt Tư Dạ Hàn đầy u ám, một giây kế tiếp, lại lần nữa hướng về bờ môi mềm mại của cô gái hôn lên, âm thanh chôn vùi giữa môi của cô, em câu dẫn anh. Trong nháy mắt khi tiếp xúc bờ môi, tựa như đã từng thuộc về, đã như nhiều ngày nhớ nhung, nhất thời đã được trấn an. Diệp Oản Oản, cái gì? Cô câu dẫn anh khi nào? Người đàn ông này mạch não là dáng dấp gì? Lại còn trả đũa. Nhiều ngày không thấy, lạnh lùng hóa thành hư vô, hôn càng ngày càng kịch liệt, giống như ngọn lửa, đem mọi thứ thiêu sạch. Thiếu chút nữa Diệp Oản Oản bị sắc đẹp mê hoặc, thật lâu mới tỉnh lại, bật ngồi dậy, tiếp tục tố cáo, không cho dùng Mỹ Nam kế với em. Em nhọc nhằn khổ sở đi công tác mấy ngày, lại có thể cho em cắm sừng. Anh phụ lòng em mà. Anh không có chú ý cô ta mặc quần áo như thế nào, khí chất ra sao, tướng mạo thế nào. Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Oản Oản đang muốn nói, anh mù sao, liền nghe được Tư Dạ Hàn dừng một chút sau đó tiếp tục mở miệng, anh nhớ em. Diệp Oản Oản. Ách, bất thình lình lời tỏ tình. Mặc dù lý do này có chút miễn cưỡng nhưng mà lấy được tình thương của Tư Dạ Hàn, dường như có thể chấp nhận được. Cho nên nói, chẳng lẽ người sau lưng thư ký kia tốn hết tinh lực tìm người như thế, kết quả Tư Dạ Hàn còn không chú ý đến người ta hình dáng ra sao? Suy nghĩ một lát, Diệp Oản Oản cảm thấy, độ tin cậy rất cao. Được rồi, hôm nay miễn cưỡng tin anh một lần xem sao, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, sau đó hung tợn cảnh cáo, nếu anh dám tìm phụ nữ sau lưng em liền mang con riêng trở về cho anh coi. Chương 789, càng ngày càng thích anh. Hứa Dịch lo lắng bên trong xảy ra chuyện, lập tức đuổi thư ký đi, sau đó nằm trên cửa nghe lén. Sau đó thì vô cùng sợ hãi khi bên trong truyền đến câu, nếu anh dám tìm phụ nữ sau lưng em liền mang con riêng trở về cho anh coi. Hứa Dịch lặng lẽ tưởng tượng đến hình ảnh đó. Quá dọa người. Anh vẫn nên nhanh mang nữ thư ký kia đi xử lý. Làm sao trở về nhanh như vậy? Sự tình làm như thế nào? Tiết Lệ nhìn thấy nữ thư ký chưa đến một giờ liền trở lại, mở miệng hỏi. Sắc mặt của nữ thư ký hơi kích động trả lời, rất thuận lợi, cửu gia cũng không dọa người như trong tưởng tượng, cho tôi vào trong báo cáo công việc, thái độ cũng ôn nhu, đáng tiếc, tôi mới chưa vào được bao lâu thì người phụ nữ kia trở lại. Phó Tổng Giám Tiết, anh biết không? Người phụ nữ kia lại trực tiếp đá cửa đi vào. Tôi chưa thấy phụ nữ thô lỗ như vậy, y như người phụ nữ chua ngoa đanh đá. Tôi còn tưởng cô ta có nhiều bản lãnh, lại có thể cái này đã không nén được giận, khẳng định lúc này đang náo cùng với cửu gia. Tôi hiểu đàn ông nhất, đàn ông ghét nhất chính là loại phụ nữ thô lỗ hay cố tình gây sự, huống chi tính tình cửu gia như vậy, khẳng định cô ta không có trái ngon để ăn. Nghe ngữ khí chắc chắn của nữ thư ký, sắc mặt Tiết Lệ hòa hoãn mấy lần, nếu như cô có thể lấy được sự vui vẻ của cửu gia, hứa hẹn lúc đầu có thể tăng gấp đôi. Sau khi nữ thư ký nghe vậy, sắc mặt lập tức sáng lên, nhưng đáy lòng hiện lên vẻ khinh thường, đợi cô lấy được sự vui vẻ của cửu gia chỗ hứa hẹn của Tiết Lệ tính là gì. Lúc này nữ thư ký đang mơ tưởng những thứ tốt đẹp, bên kia điện thoại của Tiết Lệ vang lên. Không biết người bên kia nói gì, sắc mặt của Tiết Lệ lúc này trầm xuống. Một lát sau, Tiết Lệ cúp điện thoại, sắc mặt âm u nhìn về phía nữ thư ký,
đây là cái cô gọi là thuận lợi. Thấy sắc mặt Tiết Lệ khó coi, vẻ mặt đắc thắng của nữ thư ký cứng lại, hoài nghi hỏi, Phó Tổng Giám Tiết, sao, thế nào? Tiết Lệ, cô bị sa thải. Cái gì, sao có thể như vậy? Lúc đó, một cái đại ma vương nào đó ánh mắt đang nhìn, thô lỗ, bạo lực, lại, cố tình gây sự, cô gái trước mặt. Bởi vì tức giận cố tình gây sự của Diệp Oản Oản, đối với anh, đó là câu dẫn lớn nhất. Bánh ngọt của em đâu? Chờ lát nữa cho em ăn. Tại sao muốn chờ lúc nữa? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, bởi vì muốn nhìn thêm chút nữa, bộ dáng bây giờ của cô. Quả nhiên, một lát sau, Tư Dạ Hàn mang bánh ra, lửa giận của Diệp Oản Oản lập tức biến thành mây khói. Giữa lông mày Tư Dạ Hàn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ăn ngon, Diệp Oản Oản ăn một cái, ánh mắt liền sáng lên. Tư Dạ Hàn nhìn thấy bộ dạng phồng má như con sóc của cô gái, ung dung thản nhiên hỏi, tại sao muốn ăn cái này? Diệp Oản Oản cắn cái muỗng, em cũng không biết, rõ ràng rất ghét ăn hạnh nhân, nhưng không biết sao gần đây lại muốn ăn. Cô nhớ ngược lại Tư Hạ rất thích ăn, lúc còn đi học, rất nhiều nữ sinh tặng cho cậu ta bánh ngọt hạnh nhân. Phải không, Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt lóe lên, giữ kín như bưng. Sau một lúc im lặng, Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú cô gái như hóa kén thành bướm càng ngày khuôn mặt càng chói mắt, hỏi, khẩu vị, sở thích, thói quen, còn đổi cái khác sao? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, khẩu vị, sở thích, thói quen. Thật như không có gì khác. Sắc mặt Tư Dạ Hàn nghiêm túc, suy nghĩ thật kỹ. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, nháy nháy mắt, nghiêm túc suy nghĩ, a, càng ngày càng thích anh rồi, có tính không? Tư Dạ Hàn, ừ. Chương 790, đụng phải người. Bởi vì rời đi Quang Diệu có chút lâu, công việc chất đống nhiều nên Diệp Oản Oản không có ngủ lại. Lúc rời khỏi Tư gia, thời gian đã là đêm khuya. Không bao lâu đi đến nhà để xe, Diệp Oản Oản theo bản năng quan sát bốn phía. Chưa bao lâu, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao, cô cảm thấy không chút tự nhiên, giống như có ai trong bóng tối nhìn chằm chằm. Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi mấy ngày qua mệt mỏi. Sau đó, mở cửa xe, lái xe rời đi. Trên đường về nhà trọ, Diệp Oản Oản mở cửa xe để cho thanh tỉnh một chút. Đêm đã khuya, trăng treo trên cao, gió đêm thổi lất phất, ngược lại rất thư giãn. Không bao lâu, tốc độ xe chậm lại, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nhìn bảng chỉ đường trước mắt, rất là nhức đầu. Phía trước đang thi công công trình, cấm xe qua lại. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đi đường vòng, theo bên trái đường mòm mà đi. Đường ngoại ô cũng không tệ, xe qua lại cực ít, Diệp Oản Oản mở nhạc trên xe, đạp chân ga hết số, trong nháy mắt vọt lên. Bạch. Bỗng nhiên trong lúc đó, một bóng người từ trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên. Thậm chí, Diệp Oản Oản còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe ầm, một tiếng va thật lớn, một trận va chạm mãnh liệt. Cơ hồ theo bản năng, trong nháy mắt Diệp Oản Oản giẫm phanh, thân xe trượt một chút, để lại trên đường một vết dấu bánh xe dài. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế lái, trái tim đập bịch bịch. Vừa nãy hình như cô nhìn thấy một bóng người thoáng qua, sau đó cô đụng phải. Xe, tai nạn xe cộ. Diệp Oản Oản có chút chưa tỉnh hồn lại. Nếu quả thật đụng người, tốc độ xe cô nhanh như vậy, hơn nữa, lấy lực va chạm vừa nãy, coi như mình đồng ra sắt, cũng sẽ bị đụng nát. Khoảng chừng mấy giây sau, Diệp Oản Oản vội mở cửa xe, từ ghế điều khiển đi ra. Trước xe hai cái đèn còn nháy, đem phía trước chiếu sáng, nhưng Diệp Oản Oản không thấy người mình đụng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản liếc mắt một cái, nhưng phát hiện, đầu xe trải qua va chạm mãnh liệt đã lõm xuống, như vậy có thể thấy, lực đạo va chạm mạnh cỡ nào. Xong rồi, trong lòng Diệp Oản Oản nóng nảy, tìm kiếm bốn phía xung quanh. Trong vòng 100 mét xung quanh, bị Diệp Oản Oản lục soát toàn bộ, cũng không thấy bất kỳ khác thường nào. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới trước xe, mở điện thoại di động ra, ngồi xuống, nhìn dưới gầm xe. Thậm chí, Diệp Oản Oản không dám mở mắt, sợ nhìn thấy một thi thể tan tành dưới gầm xe. Nhưng mà, gầm xe không có gì cả, chẳng qua có chút dầu máy. Ồ, Diệp Oản Oản đứng lên, khuôn mặt cổ quái. Chẳng lẽ, vừa nãy cô đụng không phải người? Nhưng nghĩ lại, Diệp Oản Oản cảm thấy không đúng, bốn phía không có gì, xe cũng không thể đụng vào không khí, hơn nữa, cho dù đụng phải chó mèo, xe cũng không thể đụng lõm như vậy. Với lại dù đụng phải chó mèo cũng phải có thi thể. Chẳng lẽ, vừa
vừa nãy cô đụng phải lão hổ. Diệp Oản Oản theo bản năng hướng bốn phía tìm kiếm. Nơi này là ngoại ô, cũng không phải là không có động vật hoang dã cho cô đụng. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ chỗ lõm của đầu xe, chỗ lõm này, rõ ràng đụng phải người, thậm chí, Diệp Oản Oản còn nhìn thấy mấy sợi tóc trắng, phải là tóc của ông lão. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 791, Trá Thi. Lập tức, thân thể Diệp Oản Oản khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, trong đầu không tự chủ nhớ tới mấy hôm trước mới xem phim kinh dị. Chẳng lẽ, cô đụng phải quỷ? Không phải Trá Thi sao chứ? Trá Thi, xác chết, cương thi. Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi tới, làm cho cơ thể rét run. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản lấy tốc độ 100m chạy vọt vào xe. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Oản Oản lấy di động ra, muốn gọi cho Tư Dạ Hàn nhưng lại sợ anh lo lắng. Nghĩ lại, vẫn nên gọi cảnh sát giao thông tới xử lý. Cảnh sát giao thông số điện thoại là, Diệp Oản Oản nâng đầu lên, lẩm bẩm nói. Số điện thoại cảnh sát giao thông chắc là 113 đi. Đột nhiên, một giọng nói từ bên trong xe vang lên. 113 là bộ công an, tôi nhớ số điện thoại cảnh sát giao thông là. Diệp Oản Oản còn chưa nói xong, con người đột nhiên rụt lại, nếu không phải không gian bên trong xe chật hẹp thì cô đã nhảy cẫng lên rồi. Trán Diệp Oản Oản thấm ra mồ hôi lạnh, thông qua kính chiếu hậu, Diệp Oản Oản phát hiện, chỗ ngồi đằng sau xe, chẳng biết lúc nào, có thêm một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông tóc dài đến eo, khuôn mặt đẹp trai, lông mày cong xuống đôi mắt như là muốn câu hồn đoạt phách, con mắt sáng như sao, mặc dù không nói, nhưng như tỏa ra lời. Cặp mắt kia thanh nhã như sương, rơi vào trong mắt Diệp Oản Oản, khóe môi cong lên cười như có như không. Người đàn ông này giống như trong tranh đi ra, trên người lộ ra khí chất thần bí, chỉ một chút, làm cho người ta vùi lấp vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Nhưng mà, Diệp Oản Oản không có tâm trí đi thưởng thức, nhìn người đàn ông phía sau, như là gặp ma. Cô gái, cô, mới vừa rồi đụng phải tôi, làm như muốn phá vỡ thời khắc im lặng. Một cái nhìn của người đàn ông kia đủ để câu hồn đoạt phách, nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Người đàn ông nói xong, thân thể anh ta nghiêng qua, hướng gần về phía Diệp Oản Oản. Nhưng mà, tại trong chớp mắt, Diệp Oản Oản cơ hồ theo bản năng, dùng hết toàn lực, đánh vào mặt mũi không tì vết của người đàn ông này. Giờ phút này, trong đầu Diệp Oản Oản có chút hỗn loạn, chính cô lúc nãy lái xe, gần như là lấy hết tốc độ đụng vào người này. Theo lẽ thường, chỉ cần là người bình thường, lấy lực đạo như vậy sẽ đụng đến nát bấy, mà người đàn ông này không có một chút tổn hại nào. Trong đầu Diệp Oản Oản, chỉ hiện hai chữ cương thi. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Oản Oản liền mở cửa xe chạy đi, nhưng người đàn ông kia một tay đã lôi Diệp Oản Oản trở lại. Đại ca, vừa nãy tôi không phải cố ý đụng anh đâu. Sắc mặt Diệp Oản Oản có chút sợ hãi. Ồ, không có chuyện gì, ngược lại tôi cũng không đau. Khóe miệng người đàn ông mỉm cười, thái độ nho nhã. Không có, không có việc gì. Giờ phút này Diệp Oản Oản mới có dũng khí quan sát tỉ mỉ người đàn ông này, xem ra, quả thực không có chuyện gì. Nhưng mà không có chuyện gì cô mới sợ có được không? Người bình thường đã sớm đụng chết, không chết cũng bị thương, người này lại không có gì. Lần sau lái xe cẩn thận một chút, lần này may mà đụng phải tôi, nếu sau này đụng phải người khác thì như thế nào? Người đàn ông lấy giọng như người trưởng bối nói chuyện. Đúng đúng đúng, đại ca anh nói đúng, đại ca người rốt cuộc là người hay quỷ? Diệp Oản Oản thận trọng nói. Nghe Diệp Oản Oản nói lời này, sắc mặt người đàn ông ngẩn ra, cô, cho là đã đụng chết tôi. Chương 792, anh giả hiện tượng đụng xe. Giờ phút này nhìn thấy mái tóc trắng bay tán loạn bên hông, tựa như không giống cô nghĩ. Tình huống vừa rồi, để cho Diệp Oản Oản rối tung lên. Tôi là người, không phải quỷ. Người đàn ông ôn nhu cười nói. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Oản Oản kinh ngạc, mới vừa rồi, có phải thật là tôi đụng vào anh? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông tóc trắng, sắc mặt lộ ra nghi ngờ, xe va thành như vậy, mà anh ta không bị đụng chết. Đụng tôi có chút đau. Người đàn ông tóc trắng trầm ngâm một chút, chợt gật đầu, sắc mặt chắc chắn. Anh, thực sự không có việc gì, có muốn tôi đưa đi bệnh viện không? Diệp Oản Oản cau mày nói. Không có việc gì, không cần lo lắng. Người đàn ông tóc trắng cười nói. Vậy thì tốt, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó mở miệng, bồi thường tiền đi. Nghe Diệp Oản Oản nói lời ấy,
Người đàn ông tóc trắng hơi sững sờ, cô va vào tôi, bây giờ để tôi bồi thường tiền cho cô. Nói thì nói như thế, có thể tuy là tôi đụng anh, nhưng anh không có chuyện gì, nhưng xe của tôi. Có chuyện à, Diệp Oản Oản mở cửa xe, kéo người đàn ông tóc trắng xuống, chỉ vào đầu xe mình nói, anh nhìn đi, đầu xe của tôi bị anh va vào như vậy, anh không bồi thường, hôm nay cũng đừng đi. Cô gái, tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang theo, đừng tham lam như vậy, huống chi tôi không có tiền. Người đàn ông tóc trắng lắc đầu. Tôi không biết, anh va xe tôi thành như vậy, không đền cũng không được. Diệp Oản Oản nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, người đàn ông tóc trắng đã nằm xuống chân Diệp Oản Oản. Cô làm tôi bị thương, cô phải bồi thường tiền thuốc cho tôi. Tôi đánh anh lúc nào? Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Thì mới vừa rồi, ở trong xe, cô đánh tôi một quyền. Nhanh lên bồi thường thuốc thang cho tôi không được, sắc mặt người đàn ông tóc trắng thống khổ. Diệp Oản Oản. Mới vừa trong xe, cô vì quá kinh sợ, đúng là có đánh anh ta một quyền, nhưng đã qua nửa giờ rồi, người này mới kêu đau, phản xạ của anh ta cũng dài quá đó. Được rồi chớ giả bộ, tôi không bắt anh bồi thường tiền nữa. Diệp Oản Oản thở dài nói. Tôi cảm giác cú đấm đó của cô cũng không có nặng như vậy, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Người đàn ông tóc trắng chậm rãi đứng dậy. Ha ha, Diệp Oản Oản cười, anh quả nhiên là giả bộ, tiền xe nhất định phải bồi thường. Ai, tôi không được, tôi cảm giác cú đấm của cô vẫn quá nặng, cô nhanh bồi thường tiền thuốc cho tôi đi. Mặt người đàn ông tóc trắng đầy thống khổ, lại lần nữa nằm trên đất. Diệp Oản Oản, mới vừa rồi sao không đụng chết anh ta cho rồi. Cuối cùng, Diệp Oản Oản cùng người đàn ông tóc trắng thương lượng, hai người coi như huề nhau, ai cũng không phải bồi thường. Sau khi người đàn ông tóc trắng đồng ý mới từ đất đứng dậy. Không có việc gì tôi đi trước, Diệp Oản Oản làm bộ muốn lên xe. Thấy vậy, người đàn ông tóc trắng một tay kéo Diệp Oản Oản lại, cô bồi thường tiền cho tôi. Cái gì, Diệp Oản Oản sững sờ. Hai người họ không phải huề rồi sao, tại sao lại đòi tiền cô? Một cú đấm là bằng nhau, nhưng cô va tôi thành dạng này phải bồi thường tiền. Sắc mặt người đàn ông kiên định. Không phải anh không có chuyện gì sao? Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi giật giật. Ai, tôi không được, tôi thiếu chút nữa bị cô đụng chết, hôm nay cô nhất định phải bồi thường tiền cho tôi. Mặt người đàn ông đầy thống khổ, lần thứ ba nằm trên đất. Nhìn người trước mắt đùa giỡn mình, Diệp Oản Oản không còn gì để nói. Hận không thể tát cho anh ta một cái chết luôn. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, từ phía trước, lại có một chiếc xe Việt dã chạy nhanh tới. Diệp Oản Oản có người đàn ông tóc trắng ngăn phía trước, nhưng chiếc xe không có bất kỳ ý tứ chậm lại ngược lại tốc độ càng nhanh, hướng Diệp Oản Oản đâm tới. Chương 793, có cần giúp một tay không? Ngay lập tức, trong chớp mắt Diệp Oản Oản cả người thối lui về phía sau. Bạch! Xe Việt dã chợt lóe lên. Không đụng vào Diệp Oản Oản tốc độ vẫn chưa giảm, ngay lúc sắp đụng vào người đàn ông tóc trắng giả chết trên mặt đất. Ngay lập tức người đàn ông tóc trắng đứng dậy, tốc độ cực nhanh, tránh khỏi. Một giây kế tiếp, xe Việt dã dừng lại, cửa xe mở ra. Ba người đàn ông mặc áo đen từ trên xe bước xuống. Người cầm đầu, ước chừng 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ nhìn Diệp Oản Oản một cái, liền hướng hai người đàn ông phía sau làm động tác cắt cổ. Thấy vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, lúc trước cô cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy có người theo dõi cô, cái này chưa qua bao lâu, liền xuất hiện những người này, muốn giết cô. Tần Nhược Hy phái các người đến, Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Nghe tiếng, ba người quần áo đen sững sờ, theo bản năng thốt lên, Tần Nhược Hy là ai? Nhìn dáng dấp của ba người mặc áo đen cũng không giống nói láo. Không phải Tần Nhược Hy, trong lòng Diệp Oản Oản âm thầm nghĩ ngợi. Lấy sự hiểu biết kiếp trước của Diệp Oản Oản đối với Tần Nhược Hy. Sự cẩn thận của cô ta, sẽ không lựa chọn vào lúc này động thủ với mình, huống chi, trước mắt cô cũng chưa có uy hiếp Tần Nhược Hy cái gì, nếu Tần Nhược Hy phái sát thủ tới cũng khó có thể lý giải. Nhưng, nếu không phải Tần Nhược Hy, lại là ai phái sát thủ đến giết cô? Trong đầu Diệp Oản Oản nhanh chóng xoay chuyển, nhưng không tìm ra đầu mối. Thật ra, Diệp Oản Oản phỏng đoán, có phải Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ phái người ra tay hay không? Nhưng cẩn thận nghĩ thì không quá thực tế, thời điểm khi cô ở Myanmar, cùng hai người kết thù, mọi người đều biết, nếu như giờ cô ở đây xảy ra chuyện nghiêm trọng mọi người sẽ nghĩ là họ, Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình khôn khéo như vậy, không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Không chờ Diệp Oản Oản nghĩ sâu, ba người đã đi tới hướng Diệp Oản Oản, vây Diệp Oản Oản lại. Cơ hồ trong nháy mắt, ba người đồng thời ra tay. Thật là nhanh. Vẻ mặt Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Thân thủ của ba người này cực tốt, chính Diệp Oản Oản đánh, cũng có chút áp lực. Ba người ra tay, đều là chiêu chí mạng, thật sự từng chiêu thức, tất cả đều là kỹ thuật giết người. Giờ phút này, người đàn ông đứng đó không xa, hai mắt chăm chú nhìn chiêu thức của Diệp Oản Oản, chân mày hơi nhíu lại. Chiêu thức của cô ấy. Có cần giúp một tay không? Rất nhanh, người đàn ông tóc bạc bước ra một bước đi gần Diệp Oản Oản. Muốn. Diệp Oản Oản vô cùng dứt khoát. Muốn, người đàn ông tóc bạc gật đầu, vậy cô cho tôi tiền. Cô cho tôi tiền, tôi giúp cô, thiên hạ này không có bữa tiệc nào miễn phí, cô nói đúng không? Diệp Oản Oản không còn gì để nói, trong mắt người này toàn là tiền đi. 100.000, 100.000 tôi giúp cô thế nào? Người đàn ông tóc trắng một tấc cũng không rời Diệp Oản Oản. 50.000, đừng trả giá nữa, giá thấp nhất, cho tôi 50.000, tôi giúp cô. Người đàn ông vội vàng nói. 100, Diệp Oản Oản rút thân ra, cau mày nói. 100, cô cho ăn xin à? Người đàn ông tóc trắng không phản ứng lại Diệp Oản Oản, ngược lại hướng ba người áo đen, cần giúp một tay không, cho tôi 1.000.000, tôi giúp các anh giải quyết. Ngoặc kép. Chương 794, vô liêm sỉ như thế. Diệp Oản Oản, chưa từng thấy qua người vô liêm sỉ như vậy. Ba người mặc áo đen nghe người đàn ông tóc trắng nói, trên mặt một biểu tình ngu ngốc. Cút ngay, người áo đen nổi giận. Ai, thực sự không suy nghĩ thêm chút nào sao? Đừng vướng bận, nếu không cũng giết luôn anh. Nếu không ít một chút, 100.000 các người thấy thế nào? Ngoặc kép, 50.000 không thể ít hơn nữa. Tìm chết, ba người mặc áo đen bị dây dưa đến không chịu được nữa, liếc mắt cùng nhìn nhau, đồng loạt đánh về phía người đàn ông tóc trắng, chuẩn bị đem vướng bận tiêu diệt. Người đàn ông tóc trắng mỉm cười, a hát. Thực sự không biết điều, 50.000 nhưng mà mua ba cái mạng đây. Sắc mặt Diệp Oản Oản hơi chăm chú nhìn về hướng người đàn ông, người này rốt cuộc là người nào? Mới vừa rồi xe của cô đều va thành như vậy, anh ta lại không sao. Mặc dù cô biết nước Hoa có một ít thế gia võ học, sau khi rèn luyện đến một trình độ nhất định, thân thể có thể chống lại ngoại lực, mình đồng ra sắt cũng không phải truyền thuyết, nhưng xe đụng mà không sao thì hơi có phần kinh khủng đi. Hơn nữa, đối mặt với ba sát thủ, mặt cũng không đổi sắc. Khả năng thân thủ thậm chí còn hơn đám người Nhiếp Vô Danh. Chẳng lẽ, là người thân phận thần bí, cao thủ lánh đời. Đang nghĩ như vậy, ba người áo đen đã đánh tới hướng người đàn ông tóc trắng. Theo sát Diệp Oản Oản trợn mắt há mồm. Quả đấm va chạm trên thân thể liên tục vang lên, người đàn ông tóc trắng bị ba người vây đánh ở giữa, không còn sức đánh trả. Diệp Oản Oản, ây! Cô thật giống như trí tưởng tượng quá nhiều. Cho nên, cái người này thật ra đơn giản là người giả vờ bị đụng đùa giỡn cô. Kỹ thuật này, còn dám chào hàng muốn giúp hai bên đánh nhau. Rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thấy người đàn ông tóc trắng không còn sức đánh trả, ba người không quan tâm anh ta, nhanh chóng đánh về phía Diệp Oản Oản. Ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên, nhất thời lên tinh thần đỡ lấy. Suy nghĩ của cô với người đàn ông tóc trắng là sai nhưng với ba người này sẽ không sai. Mới vừa rồi so chiêu, ba người này đều là cao thủ, cô đánh tay đôi với một người thì đã hết sức chứ đừng nói là ba người lận. Chỗ này lại trước không nhà sau không cửa. Trong lúc nhất thời, trong đầu Diệp Oản Oản thoáng qua vô số ý tưởng. Nhưng mà, trước khi cô kịp nghĩ đối sách, phía trước ba người áo đen công kích cô đột nhiên im lặng không tiếng động ngã xuống đất. Sắc mặt Diệp Oản Oản ngẩn ra, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, là người đàn ông tóc trắng đó? Nhưng mà, làm sao trong một lúc lấy mạng của cả ba người? Đây là thân thủ như thế nào? Rốt cuộc, Diệp Oản Oản thấy rõ người đàn ông tóc trắng đứng đối diện cô, sau lưng ba người áo đen kia, trên tay là một cây súng giảm thanh. Chỉ thấy người đàn ông tóc trắng kia thổi họng súng, vỗ cho bụi trên quần áo, mặt khinh bỉ, đệt, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn đánh tới đánh lui? Thật cổ lỗ xỉ. Diệp Oản Oản. Cô quả nhiên nghĩ nhiều. Người đàn ông trắng nói xong, đạp lên thân thể ba người kia đi tới trước mặt Diệp Oản Oản đưa tay trắng nõn ra, đem ra đây. Cái gì? Diệp Oản Oản vẫn còn đang như trong mộng. Người đàn ông tóc trắng, 100, vừa nãy cô mới đáp ứng. Diệp Oản Oản, không phải chê ít sao?
thậm chí ngay cả 100 cũng không tha. Người đàn ông tóc trắng, làm sao? Không có tiền mặt, có thể phát tiền trên WeChat. Diệp Oản Oản. Thân phận thần bí của anh ta, cao thủ lánh đời. Chương 795, là tôi thiên phú dị bẩm. Diệp Oản Oản nâng trán, từ sau khi cô sống lại, cô luôn luôn gặp phải những người kỳ quái. Bất quá, sau khi trọng sinh, tâm lý của cô vẫn là có thể chịu được, nếu đổi lại là người khác, lúc này đã bị dọa sợ rồi. Không có WeChat, vậy thêm QQ đi. Người đàn ông tóc trắng không ngừng đem QQ của mình nói ra. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, thêm QQ của anh ta vào. Hai người thêm bạn tốt vào, Diệp Oản Oản thấy biệt danh của đối phương là Độc Cô Cầu Bại, ảnh chân dung là anh tự quay, cũng là đầu tóc trắng, nếu không bởi vì anh ta đẹp trai thì đã bị đầu tóc che hết. Còn ký tên thì càng không thể nói, vô địch là tịch mịch, vô địch là trống không, tự mình ở trên đỉnh cao, gió lạnh không ngừng thổi qua, ta tịch mịch, ai có thể hiểu được ta? Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản im lặng phát bao lì xì 100 cho anh ta. Người đàn ông tóc trắng cười híp mắt lãnh bao lì xì, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm cô, mở miệng hỏi, cô gái nhỏ, chiêu thức vừa rồi của cô, là ai dạy cô? Diệp Oản Oản nhìn anh ta một cái, thuận miệng hỏi, trinh tôi ngộ ra, làm sao? Gần đây trong đầu cô thường xuyên hiện lên các chiêu thức võ công. Người đàn ông tóc trắng nghe vậy, lông mày hơi nhíu, cô xác định không phải là một cao thủ nào đó dạy sao? Diệp Oản Oản, tôi thấy đây là tôi thiên phú dị bẩm. Người đàn ông tóc trắng nghẹn nghẹn, cô gái nhỏ, cô không cần quá khiêm nhường. Diệp Oản Oản, anh còn có việc sao? Không có việc gì thì tôi đi sửa xe đây. À, đột nhiên tôi nhớ ra còn có một trận quyết đấu, đi trước đây. Cô gái nhỏ, nếu thật tâm muốn cảm ơn tôi, liền kết bạn QQ với tôi. Tôi đi trước đây, người đàn ông liếc mắt thấy vết lõm trên xe cô chắc là sợ cô bắt đền. Nên lập tức bỏ chạy không thấy bóng. Diệp Oản Oản. Cao thủ thì giả trang như vậy sao? Không có chút nào để ý. Nơi này không thích hợp ở lâu. Sau khi người đàn ông tóc trắng rời đi, Diệp Oản Oản cũng liền rời khỏi. Cũng may không có hư hại đến động cơ, xe vẫn chạy bình thường. Tối nay đến đều là những cao thủ, cũng có thể phán đoán, thế lực sau lưng họ là không thể tưởng tượng được. Chẳng qua là những người này còn e ngại gì không dám trắng trợn ra tay với cô. Rốt cuộc thế lực gì, lại muốn mạng của cô? Nội bộ trưởng lão Tư gia, Tần Nhược Hy, vẫn là cô sống hai đời vẫn không biết sức mạnh phía sau này. Kiếp trước cô cũng trải qua lần ám sát này, sau khi chết thì càng không giải thích được, đến lúc cô chết cũng không biết cô chết như thế nào, cho nên cô hoàn toàn không có đầu mối. Còn có người đàn ông đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất này, có lai lịch gì? Hoàn toàn không đoán ra. Trong lúc suy tư, Diệp Oản Oản đổi phương hướng, trực tiếp lái đến sân Kinh Giao. Cô đã cho Phong Huyền Diệc đem những người cô thu thập ở Myanmar tìm nơi an bài. Xem hoàn cảnh bây giờ của cô, chính là lúc cần người. Lúc Diệp Oản Oản đến, mấy người đó đang tụ tập lại bàn tán lão đại mới của mình. Tiểu Loli bưng lấy mặt, không nghĩ tới Hắc Quả Phụ lại đẹp như vậy, so với tin đồn còn đẹp hơn. Mập mạp lắc đầu chắt lưỡi, đương nhiên đẹp rồi, cũng đều là dòng máu thiếu nữ. Người đàn ông tóc dài mở miệng, mọi người nói, tại sao Hắc Quả Phụ lại ẩn nấp ở Tư gia? Người đàn ông có râu quai nón nói, Bảo Nhi thực ngốc, còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là vì đàn ông, em không biết Hắc Quả Phụ thích Mỹ Nam nhất sao? Tin đồn gia chủ Tư gia mặc dù tàn nhẫn hung ác nhưng mà dáng dấp thì chật chật chật. Lão đại không tiếc thân phận trà trộm vào, còn có thể vì cái gì, dĩ nhiên là vì ngủ với người ta đó. Diệp Oản Oản đứng ở cửa. Chương 796, chúc cô sớm ngày ngủ được. Lão đại, mấy người thấy được Diệp Oản Oản lập tức đứng dậy, bị hù đến sắc mặt trắng bạch. Lão giả vội giải thích, phu nhân chớ so đo cùng với hai người này, thật lòng bọn họ không nghĩ như vậy đâu. Tiểu Loli bị hù dọa khóc mẹ, con không muốn bị hút khô máu, không muốn bị làm thành tượng người. Người có râu run rẩy, lão đại, tôi sai rồi, tôi không nên nói bậy. Người tóc dài vội nói, đúng, lão đại, cô ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với anh Cường. Lão đại ẩn nấp ở Tư gia, nhất định là có kế hoạch, chúng tôi đều hiểu, đều lý giải được. Diệp Oản Oản đi qua, tùy ý ngồi xuống ghế da lông, quét mắt nhìn mấy người run lẩy bẩy, mở miệng nói, không có, tôi chính là vì ngủ với Tư Dạ Hàn. Đang giàu vì không biết giải thích với họ làm sao, hiện tại vừa vặn bớt chuyện.
Nhóm lính đánh thuê nghẹt thở tập thể. Khụ khụ khụ, người tóc dài thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu, hích, vậy cái kia Trúc lão đại. Sớm, sớm ngày ngủ được. Bên cạnh mập mạp thông minh mở miệng nói, lão đại, cô có cần giúp gì không? Tôi có một loại thuốc, nếu cô cho anh ta dùng bảo đảm muốn như thế nào thì thế đó, ngay cả con gái đàng hoàng cũng mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Diệp Oản Oản, không cần. Người đàn ông tóc dài sẳng giọng, mập mạp chết bầm, anh biết cái gì, thật không có tình thú, lấy bản lĩnh của lão đại, nếu như muốn mạnh, không phải dễ dàng sao? Mập mạp lập tức nói, cũng phải, là tôi nhiều chuyện. Lúc này, một bên lão giả hỏi thăm, phu nhân khuya tới đây, là có chuyện gì giao phó sao? Diệp Oản Oản mở miệng răn dò, bắt đầu từ hôm nay, mọi người hãy ở bên cạnh tôi làm việc, tôi sẽ đổi thân phận cho mọi người. Ngoài ra, thân phận của tôi, không thể tiết lộ cho người nào biết, hiểu không? Hiểu được. Cảm ơn lão đại. Năm người liên tục hô lên. Diệp Oản Oản phân cho mọi người nhiệm vụ xong lái xe quay lại nhà trọ. Sau lưng, nhóm năm người lính đánh thuê thấy bóng Diệp Oản Oản rời đi, âm thầm bắt đầu thương lượng. Lần này là chúng ta mạng lớn, nếu như không phải tử vong hoa hồng xuất hiện, chúng ta chắc đều chết ở nơi đó. Người tóc dài thở dài nói. Nghĩ đến những này chạy trốn vì bị hãm hại đó, nghĩ đến những anh em bị chết, năm người đều là sắc mặt khó coi. Mập mạp mở miệng nói, chúng ta mới vào tổ chức, có muốn lấy lòng lão đại một chút không? Cũng coi như cảm ơn ân cứu mạng của lão đại. Vậy tặng thứ gì, tôi thích nhất gấu bông, thật đáng yêu, tiểu loli hỏi. Người lớn đang nói chuyện, con nít sang một bên, mập mạp đẩy tiểu loli sang một bên, đi tới trước mặt người có râu. Lão đại lâu như vậy mà chưa có đem gia chủ tư gia ăn vào miệng, khẳng định khó nhịn đói khát, nếu không chúng ta tiến cống mấy mỹ nam. Ta cũng cảm thấy đáng tin. Ta cũng cảm thấy có thể. Đêm khuya, Diệp Oản Oản nằm trên giường có chút không ngủ được, gần đây phát sinh quá nhiều việc. Nghĩ đến người đàn ông tóc trắng tối nay, Diệp Oản Oản thuận tay cầm điện thoại mở QQ ra nhìn một chút. Nào có cao nhân lại trao đổi QQ với người khác, thật kỳ lạ. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ, ánh mắt nhìn đến, hơn một tiếng trước, người đàn ông tóc trắng đã đổi ký tên, so với càng vô địch càng tịch mịch, là tiểu vô ưu không ở bên khóc. Vô ưu. Diệp Oản Oản nhìn hai chữ này trên màn hình di động, ánh mắt hơi chăm chú. Là tên người, hay là cái gì? Nghe hình như có chút quen thuộc. Chương 797, nhất định phải đoạt. Sáng ngày thứ hai, truyền thông quang diệu. Sốt cuộc chơi đủ rồi. Diệp Mộ Phàm mặt ai oán. Diệp Oản Oản cười khẽ quà cho anh và ba mẹ. Sắc mặt Diệp Mộ Phàm lúc này mới hơi đổi vài phần, hừ hừ nói coi như em còn có lương tâm. Hẹn tối nay đi nhà cũ, Diệp Oản Oản hỏi. Đúng vậy, vừa nhắc cái này mặt Diệp Mộ Phàm tối lại, không thể không đi được không? Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao, làm sao phải nhất định muốn về đó cho tức? Diệp Oản Oản quét tới, ánh mắt lạnh giá, em nói rồi. Anh nhất định phải đoạt lại Diệp gia. Quên bọn họ đối với ba mẹ mình thế nào sao? Ồ, Diệp Mộ Phàm bị ánh mắt lạnh băng của Diệp Oản Oản quét qua, nhất thời ngượng ngùng sờ lỗ mũi, anh đương nhiên muốn, nhưng mà, lấy năng lực hiện tại của chúng ta, còn có thành kiến của ông bà nội với nhà chúng ta, khó như lên trời. Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi chăm chú, anh cho rằng, tín nhiệm của bọn họ không có gì phá nổi. Bu ỏi tối, nhà cũ Diệp gia. Diệp Mộ Phạm tham gia điện ảnh cầm nhiều hạng mục giải thưởng lớn, cũng đảm nhiệm phó chủ tịch hiệp hội thời thượng, hai ông bà bên này đều biết. Nếu không lần này cũng không gọi điện thoại kêu anh trở về ăn cơm. Hôm nay gia tộc Diệp ra ăn chung, đến không ít bạn bè thân thích. Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phạm vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Với giá trị nhan sắc của hai người, hai anh em đứng chung một chỗ, thật sự quá bắt mắt. Đàm Nghệ Lan nhìn thấy cảnh đẹp của hai anh em, sắc mặt hòa hoãn không ít. Bà nội, bị Diệp Oản Oản đẩy, Diệp Mộ Phàm lên tinh thần đi về hướng hai ông bà. Bà nội, con mang lễ vật cho hai người, hai ông bà xem có thích không? Tới thì tới, còn mang thứ gì? Mặc dù trong miệng Đàm Nghệ Lan nói như vậy, nhưng mà sắc mặt vẫn hài lòng. Diệp Mộ Phàm thân mật kéo cánh tay của Đàm Nghệ Lan, kiếm tiền, chuyện đầu tiên là con muốn hiếu kính ông bà nội. Đàm Nghệ Lan nghe vậy vui mừng mở miệng, cuối cùng Mộ Phàm cũng bắt đầu hiểu chuyện, trong thời gian gần đây, biểu hiện cũng không tồi, lần trước gặp chủ tịch Mục, còn nghe ông ấy khen con.
Có phải là khen con di truyền được thiên phú thời trang của bà nội không? Con đó. Thấy Đàm Nghệ Lan bị Diệp Mộ Phàm dụ đến vui vẻ, cách đó không xa Lương Mỹ Huyên cắn cắn răng. Lương Mỹ Huyên đi qua, mở miệng yếu ớt, mẹ, con nghe nói, hiện tại Mộ Phàm là ở chi nhánh nhỏ của công ty Hoàn Cầu làm người tạo hình. Chúng ta có Hoàng Thiên thì không làm mà lại đi làm công cho Hoàn Cầu, nếu nói ra ngoài, để cho người ta nghĩ như thế nào. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, thím hai, kiến thức thím thật thiển cận, lấy ngắn chế dài, thím có biết biết người biết ta trăm trận trăm thắng không, tôi đi Hoàn Cầu thực tập, vừa vặn học cách quản lý của họ. Sau lưng, Diệp lão gia đi tới, gật đầu mở miệng nói, lời này của Diệp Mộ Phàm, nói rất có đạo lý. Lương Mỹ Huyên bị nghẹn lại, trên mắt đầy oán giận. Đang muốn tiếp tục nói bên cạnh bà ta có người khẽ kéo cánh tay ra hiệu bà ta có chừng mực. Diệp Y Y mặc một bộ trang phục dạ hội màu lam, đi tới trước mặt Đàm Nghệ Lan, bà nội, có một tin tức tốt, năm nay chúng ta đã cùng Hoa Ảnh hợp tác. Đàm Nghệ Lan vừa nghe, nhất thời hấp dẫn sự chú ý, thật sự. Hoa Ảnh nhưng là công ty sản xuất và dịch vụ về điện ảnh và truyền hình, có uy tín từ lâu. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, ánh mắt nhất thời buồn bã. Anh còn đang ở một cái chi nhánh công ty nhỏ làm việc cực khổ vất vả, Diệp Y Y đã sớm đạt đến trình độ nào rồi. Chương 798, ai cho thím mặt? Lương Mỹ Huyên thấy vẻ mặt Diệp Mộ Phàm như ăn quả đắng, sắc mặt khôi phục. Ôi, Y Y nhà tôi chính là ưu tú, ai cũng nói con tôi có tri thức, hiểu lễ nghĩa, khí chất. Ba mẹ Việt trẻ cũng khen con bé thông minh, nghe nói bên kia có rất nhiều người bà con hỏi Y Y có chị em nào hay không, nói tới đây. Thím đều nghĩ đến Oản Oản, ngược lại muốn làm mai nhưng lại sợ. Lương Mỹ Huyên nói lời này, một mặt nâng Diệp Y Y cố ý nhắc tới Cố gia, hướng ngực Diệp Oản Oản đâm, cuối cùng là nói, Diệp Y Y có một cô em họ, sợ là không lấy ra được, sợ gieo họa người ta. Lương Mỹ Huyên, thím con mẹ nói ý gì, âm dương bát quái gì đó, đừng quên cửa hôn nhân Cố gia này là lúc đầu định cho ai. Đoạt đồ của Oản Oản, vậy mà còn dương dương tự đắc, ai cho thím mặt. Mới vừa rồi Diệp Mộ Phàm đều nhẫn nhịn không mở miệng, nghe đến đó, rốt cuộc tức giận. Diệp Oản Oản nhìn về phía bên Diệp Mộ Phàm. Nếu ở kiếp trước, cô so với Diệp Mộ Phàm còn kịch liệt hơn. Kiếp trước cô ghét nhất Diệp Y Y phóng khoáng yêu nhã, cao cao tại thượng, luôn ung dung dẫm lên cả nhà cô. Một điểm nữa là Diệp Y Y đoạt vị hôn phu của cô nên chỉ cần cô ta nói một câu, là đủ cho cô mất khống chế, huống chi còn có Lương Mỹ Huyên luôn ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Mỗi lần về nhà cũ, là đều huyên náo long trời lở đất. Coi như ông bà nội không thích mẹ cô, nhưng dù sao cô cũng là cháu gái, không đến nỗi đem cô đuổi ra khỏi nhà, nhưng cũng bởi vì cô nhiều lần huyên náo Diệp gia cũng mất thể diện, lại muốn sống chết đoạn tuyệt quan hệ với Diệp gia, mất hết sự tha thứ của hai ông bà, nên mới đưa ra kết quả này. Mà bây giờ, cô sẽ không tiếp tục làm ra chuyện ngu như vậy. Nghe được Diệp Mộ Phàm chất vấn, vẻ mặt Lương Mỹ Huyên nhất thời kinh ngạc. Diệp Mộ Phàm, cậu nói gì vậy, tôi có lòng tốt giới thiệu cho Oản Oản một mối hôn sự, lại sợ Oản Oản chê tôi nhiều chuyện không vui, nào có ý tứ xỉ vả. Tôi còn muốn hỏi cậu, cái gì gọi là đoạt đồ của Oản Oản? Việt Trạch là sau khi cùng Oản Oản chia tay mới quen với Y Y nhà tôi, quang minh chính đại, lưỡng tình tương tuyệt, cậu không thể nói lung tung được. Trước Oản Oản là hình dạng gì mọi người đều biết, vuốt lương tâm của mình mà nói, nếu như là cậu sẽ chọn sao? Loại chuyện tình cảm này, sao có thể gò ép được? Ta giỏi một cái lưỡng tình tương tuyệt, quang minh chính đại. Đầu tiên là hãm hại cô, sau đó uy hiếp cha cô, cuối cùng cấu kết Cố gia, từng bước phá hoại gia đình cô. Lương Mỹ Huyên vừa nói, một bên vẫn ung dung quan sát phản ứng của Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm. Bà không sợ hai người họ náo chỉ mong họ náo càng dữ dội càng tốt. Gần đây thái độ của hai ông bà với nhà anh cả càng ngày càng yếu đi. Lại để cho bà đau đầu. Diệp Mộ Phàm tức giận muốn xông về hướng Lương Mỹ Huyên, thím. Lúc này, Diệp Oản Oản vẫn không mở miệng kéo Diệp Mộ Phàm lại, cười một tiếng bước đến bên cạnh hai ông bà và Lương Mỹ Huyên. Diệp Y Y, ánh mắt trong suốt mở miệng nói anh hiểu lầm thím hai rồi, thím hai làm sao lại có ý tứ này. Trước thím hai đặc biệt thích anh Việt Trạch, hiện tại anh Việt Trạch và chị Y Y ở cùng một chỗ, thím hai là vui mừng, mới thuận miệng nói mấy câu người Cố gia thích chị Y Y thôi. Chương 799, sẽ không để cho em chịu ủy khuất. Hơn nữa, chị Y Y thật lợi hại, em hiện tại cũng đem chị Y Y làm tấm gương để học tập, về phần anh Việt Trạch, cũng rất xứng đôi với chị Y Y, em thật lòng chúc phúc bọn họ,
hy vọng bọn họ có thể tốt, nếu không lần trước trên lễ mừng thọ của ông nội em cũng không từ hôn. Em hy vọng chị Y Y và anh Việt Trạch không bị ảnh hưởng bởi em. Trước đây là do em quá nghịch ngợm, không hiểu chuyện, để cho ông bà nội lo lắng, thất vọng, cũng còn tốt là có thím hai, chị Y Y ở bên ông bà. Nghe xong lời này của Diệp Oản Oản, vẻ mặt của Lương Mỹ Huyên như là gặp quỷ, chân mày Diệp Y Y hơi nhíu lại. Diệp Mộ Phàm càng trố mắt nghẹn họng. Đàm Nghệ Lan quan sát tỉ mỉ cháu gái trước mắt, không chỉ thay đổi cách ăn mặc, liền tính tình cũng thay đổi mặc dù thái độ vẫn hoài nghi, nhưng vẫn mở miệng nói con có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Diệp Hồng Duy mặt mũi lạnh lùng cũng hào hoãn hơn vài phần, cuối cùng cũng có chút bộ dáng rồi. Diệp Oản Oản đi tới trước mặt Lương Mỹ Huyên, lấy một cái hộp nhỏ ra, sau khi mở ra, bên trong là một chuỗi ngọc, thím hai, lần trước con đi du lịch Myanmar, thấy chuỗi ngọc đeo tay này, đồ vật không mắc, nhưng là con tỉ mỉ chọn, hy vọng thím thích. Trên mặt Lương Mỹ Huyên đầy hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu, cái nhà đầu chết tiệt này, làm sao lại thay đổi thái độ, rốt cuộc là đang chơi cái gì? Thấy Lương Mỹ Huyên chậm chạp không có phản ứng, Diệp Oản Oản lộ ra mấy phần mất mát, rụt tay lại, là con quá đường đột, vật tầm thường này, cũng không hợp với thân phận thím hai. Lương Mỹ Huyên thấy vậy lập tức đem đồ đoạt lấy, giấu con ngươi chán ghét, mở miệng nói, làm sao vậy chứ? Hiếm khi Oản Oản có lòng, thím hai thích, cảm ơn con nhiều. Ông nội thấy vậy hài lòng gật đầu, thần sắc nghiêm nghị mở miệng, không sai, như vậy mới là người một nhà, sau này không cho cãi nhau. Hôm nay thấy biểu hiện của Diệp Oản Oản, làm cho ông vô cùng hài lòng. Lại nói chuyện một lúc, Diệp Mộ Phàm quả nhiên không nhịn được, một tay kéo Diệp Oản Oản vào trong góc, Oản Oản, đầu em bị nước vô à. Đối với bà ta ăn nói khép nép vậy coi như thôi đi còn tặng quà nữa. Diệp Oản Oản không có việc gì vuốt hoa tường vi trên tường, nếu không đây, giống như anh ngay trước mặt mọi người cùng với bà ta cãi nhau. Hôm nay nếu như anh ầm ĩ lên như vậy hảo cảm của ông bà nội cũng mất hết. Vậy cũng không cần ăn nói khép nép đối với bà ta như vậy. Diệp Mộ Phàm siết chặt quả đấm, vừa nghĩ đến Diệp Oản Oản im hơi lặng tiếng vì anh mà chịu ủy khuất, anh liền không chịu được. Anh tình nguyện nhìn cô không kiêng dè gì cãi nhau với họ. Oản Oản, ánh mắt Diệp Mộ Phàm yên lặng nhìn về hướng Diệp Oản Oản, anh nhất định đem mọi thứ của chúng ta đoạt lại, tuyệt đối không cho em bị nửa phần ủy khuất. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Diệp Mộ Phàm, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhu hòa, ừ, em tin anh có thể làm được. Sau lưng, không biết Lương Mỹ Huyên đến lúc nào, chậc chậc, chẳng qua là chỉ lăn lộn trong cái hiệp hội thời thượng thôi, chỉ là chức phó chủ tịch hư danh mà cái đuôi đã vểnh lên trời rồi. Nếu Y Y nhà chúng tôi mà giống như cậu vậy, chắc đã muốn ngày ngày đốt pháo ăn mừng. Lại còn muốn theo Y Y nhà chúng tôi đoạt đàn ông, cũng không soi mặt mình vào nước xem là loại mặt hàng gì. Nghĩ đến Diệp Oản Oản dặn dò, Diệp Mộ Phàm không muốn cùng Lương Mỹ Huyên nổi lên xung đột, nhịn xuống, không có phản ứng bà ta. Chương 800, đánh bà thì thế nào? Lương Mỹ Huyên thấy hai người không dám cãi lại, vẻ mặt càng thêm ngạo mạn, khẽ xì một tiếng tiếp tục nói, con tiện nhân Lương Uyển Quân kia cũng không chơi thắng tôi, chỉ bằng hai tiểu phế vật các người mà muốn đấu cùng tôi. Thật là ngây thơ. Một giây kế tiếp, ba, một thanh âm vang lên. Diệp Oản Oản dùng sức tát một cái vào mặt của Lương Mỹ Huyên. Mặt của Lương Mỹ Huyên trực tiếp bị đánh chật đi, vẻ mặt không thể nào tin được, thật lâu sau mới có phản ứng, che lấy bên mặt hiện rõ năm dấu tay của mình, tiểu tiện nhân, mày đánh tao, mày lại dám đánh tao. Ba, Diệp Oản Oản không chút nghĩ ngợi, lại giáng một cái tát xuống, sau đó, hơi hơi sửa sang lại ống tay áo, khẽ nâng mắt mở miệng nói, ừ, tôi đánh bà, làm sao? Một tát này còn nặng hơn cái trước, mặt của Lương Mỹ Huyên đã bắt đầu sưng lên, một trận đau rát. Lương Mỹ Huyên bị hai cái tát liên tiếp bất ngờ không kịp đề phòng này làm cho tỉnh mộng. Diệp Mộ Phàm cũng là đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn em gái của mình ngang ngược vênh váo, biểu tình cực kỳ phách lối, hoàn toàn không phản ứng kịp, ách, cái gì nói cẩn thận kiềm chế đây. Mẹ, Diệp Y Y đi tới, vừa nhìn thấy dấu tay trên mặt Lương Mỹ Huyên, nhất thời kinh hô thành tiếng, Oản Oản. Cô làm cái gì vậy? Làm sao có thể tùy tiện đánh người? Rất nhanh, Diệp Thiệu An cũng đi tới, tiểu tiện nhân. Mày muốn tạo phản à? Động tĩnh bên này rất nhanh kinh động đến hai ông bà cách đó không xa, Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan cũng đang đi tới. Lương Mỹ Huyên che lấy mặt sưng đỏ của mình, đáy mắt âm vụ, Diệp Oản Oản, lần này tao nhìn xem mày chết thế nào. Chuyện gì xảy ra? Hai ông bà rất nhanh liền nghe tiếng đi tới.
Lương Mỹ Huyên đã làm xong chuẩn bị tố cáo. Nhưng là, ngay trước một giây hai ông bà vòng qua bụi hoa đi tới, Diệp Oản Oản đột nhiên tiến lên một bước, thân thể lệch một cái, cứ như vậy ngã dưới chân Lương Mỹ Huyên. Ngã xuống trước, nhân tiện ngón tay móc một cái, đem Lương Mỹ Huyên mới vừa làm bộ làm tịch đeo trên tay, chuỗi ngọc châu cô đưa cho lôi xuống, kéo đứt ném xuống đất. Bên này Lương Mỹ Huyên còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, mày. Oản Oản, thấy Diệp Oản Oản không biết làm sao liền ngã xuống, Diệp Mộ Phàm kinh hãi đến biến sắc, một bước dài đi về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản bắt lấy tay của Diệp Mộ Phàm, không chút biến sắc ngoắc ngoắc lòng bàn tay của anh ta. Diệp Mộ Phàm sững sờ, cô đây là, làm bộ. Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan vừa qua tới, liếc mắt liền thấy Diệp Oản Oản ngã xuống đất, trực tiếp vượt qua Lương Mỹ Huyên, đi đến chỗ Diệp Oản Oản, đây là thế nào? Oản Oản, thế nào? Diệp Oản Oản cặp mắt đỏ bừng, ông nội, bà nội, con không sao, thím hai không liên quan, là chính con không cẩn thận ngã xuống. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, hai ông bà ngược lại nhìn sang hướng Lương Mỹ Huyên, là thím hai đẩy con. Lương Mỹ Huyên nóng nảy, cha, mẹ, con làm sao có thể? Sắc mặt Diệp Hồng Duy nghiêm túc mở miệng, con trước im miệng, để cho Oản Oản nói. Vẻ mặt Diệp Oản Oản thương tâm đến cực hạn, mới vừa rồi, con ở trong vườn hoa nhỏ tản bộ, kết quả, ngoài ý muốn nghe được thím hai và chị Y Y đang nói chuyện, bọn họ nói. Nói cái gì? Diệp Hồng Duy truy hỏi. Diệp Oản Oản mấp máy môi, thím hai nói, con và anh là phế vật do tiểu tiện nhân sinh, nói chúng con căn bản không uy hiếp được địa vị của chị Y Y, còn nói cái nhà này là thím hai định đoạt, thím hai không cho chúng con trở lại, chúng con đời này đều không về được. Ông nội, bà nội, con và anh thật không muốn tranh đoạt cái gì với chị Y Y, chúng con trở về, chẳng qua là bởi vì nhớ ông nội và bà nội, tại sao thím hai muốn nói tới chuyện này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 800.